Chương 1, mang thai 7 tháng, nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cô, thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có người đàn ông trước mặt. Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cô buông tha cho sự chống cự. Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên, như một những đầu pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực cảm giác bấp bên khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó. Này, cô tỉnh lại đi. Ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây rồi để cảm lạnh. Vai bị đè nặng khiến cho Ninh Tịch đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của cô y tá, nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn. Đáng chết một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm say rượu làm loạn đó cái đêm cô làm loạn với tô diễn thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cũng may là cô say đến mức bất tỉnh nhân sự chẳng nhớ gì về đêm đó cả, bằng không cô thật không biết nên đối mặt với anh diễn nữa. Y tá thấy cô tỉnh táo lại liền đưa cho cô tờ giấy trong tay mình. Cô quên không cầm kết quả khám thai này. Bác sĩ trương bảo cô cuối tuần nhớ quay lại đấy. Linh tịch cầm lấy kết quả khám thai, ngọt ngào tươi cười, cô cẩn thận cất nó vào trong túi sách. Tôi diễn ra nước ngoài khảo sát thực tế, hôm nay sẽ trở về. Ninh Tịch nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối mà trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp, bởi vì nơi Tô Diễn đến khá xa xôi hẻo lánh, cho nên khi đã mang thai được 7 tháng cô mới liên lạc được với anh ta. Nhớ đến vẻ mặt khiếp sợ lúc Tô Diễn biết cô mang thai, Ninh Tịch có chút căng thẳng. Chẳng lẽ là vì khi mang thai cô quá nhạy cảm nên mới có cảm giác Tô Diễn chẳng hề vui vẻ như cô đã nghĩ. Bác sĩ an ủi cô, khi đàn ông có đứa con đầu lòng, tâm lý đều có chút không ổn định, chưa quen được, ai cũng như thế cả. Nhưng, chuyện kết hôn đâu thể để phụ nữ như cô chủ động nói ra được chứ. Ra khỏi bệnh viện mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi. Ninh tịch cắn sức đỡ lấy eo, cô đang định gọi taxi đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía cô. Cô thoát tim, hoảng hốt vội lui về sau mấy bước liền. Tiếng phanh xe vang lên két một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạng sạc qua người cô, sau đó mới dừng lại. Ninh tịch sợ thoát tim khó khăn lắm mới đứng vững ngẩng lên liền nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc son gợn sóng bước xuống từ trên xe. Ninh Tuyết Lạc, mày điên rồi à? Ninh Tuyết Lạc nhìn cô, cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân cách quát đầy uyển chuyển, cô ta đứng trước mặt Ninh Tịch, ý vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của cô, sao, sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à? Ninh Tịch vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác, Ninh Tuyết Lạc, mày đừng có mà quá đáng. Tuy biết rằng từ trước đến nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn bất hòa với cô, nhưng Ninh Tịch không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến như vậy. Tao quá đáng, mày mới là kẻ quá đáng thì có, uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với thằng nào, chữa hoang rồi còn muốn tô diễn chịu trách nhiệm hay sao, ha ha, Ninh Tịch, mày đúng là không biết xấu hổ. Ninh Tịch sững sờ mày đang nói với nói vẫn cái gì thế ồ thế mày tin rằng người đã lên giường với mình tối hôm đó là tôi diễn thật đấy à ninh tuyết lạc cười ngản nghiêng luôn mồm nói mình lớn lên cùng tô diễn là thanh mai trúc mã ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà cũng không biết à vẻ mặt của ninh tịch càng lúc càng trắng cô sắp đứng không nổi nữa cả người như đang rơi vào hầm băng không sai người đàn ông tối hôm đó khi đó cô chỉ nghĩ là sau khi tôi diễn trưởng thành có lẽ cao to hơn so với tưởng tượng của mình Bây giờ bị Ninh Tuyết Lạc ác ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đàn ông đêm hôm đó hình như đúng là có quá nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với Tù Diễn. Chương 2, giả chủng của người đàn ông lạ mặt, nói cho mày hay, tối đó mày uống rượu do tao chế, đừng nói dục cầu bất mãn, tao đã có lòng tốt tìm cho mày hai tên cao to rồi, ai ngờ mày lại không biết tốt xấu, tự dưng đi chui vào phòng của thằng nào đó, đã thế còn không chút khách khí cùng người ta. Ninh Tuyết Lạc chán ghét mở miệng anh diễn có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi. Mày! Ninh tịch tức trung lên, nghe tới đây, cô không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Ninh tuyết lạc, sao mày lại làm thế với tao? Tại sao? Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao? Ninh tuyết lạc mới đầu còn cân cân lên, định đẩy Ninh tịch ra, đúng lúc đó lại thấy tô diễn phía sau Ninh tịch, giọng điệu lập tức nhũng xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Chị em biết em sai rồi, chỉ muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng trách anh diễn. Ninh tịch ngẩn ra, ngay sau đó lại thấy Ninh tuyết lạc tự nhiên ngã lăn ra đất, trông như bị cô đẩy vậy. Ninh tịch, em làm gì vậy? Tiếng quở trách vang lên. Ninh tịch ngạc nhiên quay lại liên thấy vẻ mặt lạnh lùng của tô diễn. Tô diễn lách qua người cô, đỡ Ninh tuyết lạc dậy, tuyết lạc, em không sao chứ. Cả người Ninh tuyết lạc như treo trên người tô diễn, anh diễn, em không cố ý, em thật sự biết sai rồi chuyện thành ra thế này đều tại em có lỗi với chị được rồi có chuyện gì cũng có anh ở đây rồi tôi diễn vỗ vai ninh tuyết lạc đưa cô lên xe để anh nói rõ với ninh tịch đầu ninh tịch trống rỗng cô thấy tôi diễn đi về phía mình rồi lại thấy miệng tôi diễn cứ mở ra rồi khép lại anh ta nói gì đó rất lâu nói về việc những năm tháng họ là thanh mai trúc mã nói về việc anh đã đấu tranh thế nào khi yêu ninh tuyết lạc nói anh cũng tức giận khi biết ninh tuyết lạc hại cô nói về việc anh cảm thấy rất khiếp sợ và ấy nấy khi biết Ninh Tịch mang thai, nói anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Ninh Tuyết Lạc. Cuối cùng anh nói, Ninh Tịch, xin lỗi, anh không thể lấy em, không phải anh ghét bỏ em vì chuyện ngày hôm đó hay đứa trẻ trẻ này, mà vì anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc, anh cũng không thể lại lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Mấy tháng nay, gã đều đưa Ninh Tuyết Lạc ra nước ngoài, sớm chiều đều dính lấy nhau không rời. Mặc dù bề ngoài gã vì muốn bù đắp lại tổn thương cho ninh tịch nên mới nhận tối hôm đó chính gã đã quan hệ với cô, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, gã đã sớm chọn ninh tuyết lập rồi. Thế nên sau khi biết tin ninh tịch mang thai, gã không đành lòng tới ninh gia nói rõ chuyện này với hai bác mà muốn nói rõ sự thật với ninh tịch trước. Nói vậy có nghĩa là, tù diễn, ngay từ đầu anh đã biết việc ninh tuyết là bỏ thuốc để hủy hoại trinh tiết của tôi, vì muốn bao che cho nó, nên anh mới nói với tôi người đàn ông tối hôm đó là anh ninh tịch cuối cùng cũng tìm về được giọng nói của mình hồn bay phách lạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tô diễn ninh tịch tuyết lạc cô ấy không cố tình cô ấy còn nhỏ tính tình manh động vậy còn tôi thì sao ninh tịch ngẩng lên nhìn tô diễn tràn đầy tuyệt vọng các người có từng nghĩ tới tôi một chút nào không tôi diễn căm bặt một lúc sau hắn mới vươn tay kéo ninh tịch ở đây ngắn quá chúng ta về nhà trước đã đừng có chạm vào tôi ninh tịch hất tay tô diễn ra cô bỗng cười phá lên. Sống tới tận giờ, Ninh Tịch bỗng cảm thấy cuộc sống của mình như một trò hề. Để tới được thành phố của Tô Diễn, cô đã cố gắng thi vào được Đại học Bi. Để lấy lòng Tô Diễn, cô từ bỏ cả ước ở làm diễn viên của mình. Để môn răng hộ đối với anh ta, cô từ bỏ cả cha mẹ nuôi để về Ninh Gia, cả ngày chỉ biết vụng về nịnh nọt cái nhân vật được gọi là nổi tiếng này. Cuối cùng, chỉ để đổi lại một câu, anh không thể phụ lòng tuyết lạc. Ninh tuyết lạc không chỉ chiếm lấy danh phận của cô, cướp mất cha mẹ đẻ của cô, giờ, còn cướp mất người trong lòng cô. Ninh Tuyết Lạc còn nhỏ, làm sai có thể được tha thứ. Vậy, ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cô đây? Cô thậm chí, ngay đến cả người đàn ông tối hôm đó là ai cũng không biết. Ninh Tịch bưng mặt, cô run lên bần bật, tuyệt vọng tới cực điểm. Tôi diễn thấy Ninh Tịch thần tình hoảng loạn lão đảo đi ra giữa lòng đường, gã liền vứt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay, muốn đuổi theo, lại bị Ninh Tuyết Lạc ở sau kéo tay áo, anh diễn anh muốn đi đâu? Chính vào lúc tô diễn đang chần chừ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, ninh tịch đang đi trên lối qua đường bị hất tung lên, rồi rơi xuống đất. Cứu người, cứu người với, đâm phải thai phụ rồi. Ánh sáng chói mắt rọi tới, ninh tịch thấy bóng người chấp nhoáng và hai gương mặt khiến cô phát tẩm, bụng truyền đến cơn đau co rút khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi. Cô chỉ chớp mắt một cái, máu tươi trên trán chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô, cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen chương 3 thằng bé ở quán bar, 5 năm sau, tại hành lang tầng cao nhất quán bar y tầng. Ninh tịch hầu hạ chủ đầu tư uống rượu cả một đêm, đầu đau muốn đứt ra, vốn định tìm một chỗ yên tĩnh để tỉnh rượu chút không ngờ lại đụng mặt thường lị. Vì vậy chỉ có thể sốc lại tinh thần chào hỏi cô ta, chỉ thường có việc gì à? Ninh tịch, chị hỏi có phải là em đăng ký tham gia thử vai nữ chính của thiên hạ đúng không? Dạ đúng, sao thế? Ngày mai em không được đi. Thường lị cũng coi như người quản lý của cô, thế mà lại suốt ngày ngăn cô đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Ninh Tịch cũng không bất ngờ, chỉ hơi những mày hỏi lý do. Em giấu chị rồi tự chủ trương còn dám hỏi lý do. Công ty đã sắp xếp để Tuyết Lạc đi thử vai rồi em còn không biết sao. Chuyện của em với chuyện công ty sắp xếp hình như chẳng có gì mâu thuẫn với nhau. Ninh Tịch cười mà như không nhìn cô ta, Ninh Tuyết Lạc bảo chị đến tìm tôi sao. Chẳng lẽ cô ta sợ một diễn viên hạng bét như tôi cướp được vai của cô ta sao? cô có bản lĩnh cướp vai của tuyết lạc nói vô vẩn tôi nói cho cô biết đừng phí công vô ích bộ phim lần này ninh gia đã đầu tư ba nghìn vạn ngầm chỉ định cho tuyết lạc rồi nếu thế chị còn lo lắng cái gì cô là là nghệ sĩ dưới trướng của tôi phải nghe tôi sắp xếp thường lị ra vẻ đương nhiên nói à hóa ra chị thường cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy ninh tịch tôi không rảnh để mà cãi nhau với cô nếu cô rượu mời không uống thích uống rượu phạt thì cũng đừng có trách tôi vừa dứt lời ninh tịch đã cảm thấy một lực mạnh mẽ xông tới bất ngờ không kịp đề phòng khiến cô bị đẩy tới kho hàng trên tầng cao nhất của quán bar đồng thời di động cũng bị cướp đi ầm à một tiếng cửa bị đóng lại tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa biết là có gào thét cũng vô ích nên ninh tịch im lặng không nói một lời sắc mặt hờ hững theo cánh cửa trượt ngồi xuống đất lúc cô mới vào công ty thì ninh tuyết lạc còn thu liễm một chút cùng lắm cô ta chỉ để thường lị sắp xếp cho cô một vài vai phản diện độc ác không quan trọng. Gần đây cô ta lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn cấp thấp như vậy cũng dùng tới. Nếu không lấy được vai diễn này thì cô phải nghĩ cách rời khỏi công ty giải trí tình huy. Đang nghĩ lung ta lung tung đột nhiên bên tai truyền đết một loạt tiếng vang nhỏ xíu. Chẳng lẽ có chuột? Ninh tịch lần theo hướng âm thanh nhìn, sau đó liền sửng sốt. Phía sau một đống thùng gỗ, cô nhìn thấy một đứa bé trai đứa bé kia nhìn bộ dáng khoảng chừng 4 năm tuổi, mỏng mỉm đáng yêu vô cùng, vừa trắng vừa mềm y như bánh bao nhỏ, đứa nhỏ trốn trong góc đang run rẩy, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Chật, sao trong kho hàng lại có trẻ con được? Chắc không phải có vị khách nào mang con đến đây chứ? Này, bánh bao nhỏ, con là ai? Vào đây bằng cách nào? Lén chạy vào sao? Cũng bị nhốt sao? Ăn kẹo không? Hỏi một lúc đứa bé kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ càng run rẩy hơn trông giống như một con cúng nhỏ bị dọa sợ vì vậy ninh tịch cũng không hỏi tiếp nữa dù sao cũng chẳng liên quan đến cô một lớn một nhỏ mỗi người chiếm một góc phòng im lặng ngồi ngây ngô với nhau đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên một cái rồi tắt ngúm trong bóng tối ninh tịch tựa như nghe được thanh âm kẻo kẹt nghe kỹ một chút mới phát hiện nghe giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau ninh tịch bật cười mở miệng nói với bánh bao nhỏ sợ tối à tiếng kẻo kẹt dừng lại một chút rồi kêu to hơn. Ai, sao lá gan lại bé thế chứ? Ninh tịch phủ mông đứng lên, đi về phía đứa nhỏ. Chương 4, cứu được bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ bị cô dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệt. Sau đó Ninh tịch đặt mông xuống ngồi bên cạnh bánh bao nhỏ, không làm gì cả, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối nay bị thường lị ép đến đây uống rượu với khách, đầu cô bây giờ đau như búa bổ. Đến lúc Ninh tịch ngủ được một lúc rồi tỉnh lại, cô cảm thấy một bên chân mình đông nóng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy bánh bao nhỏ đã gục xuống bên chân cô từ lúc nào không biết. Bàn tay nhỏ bé còn đang túm chặt lấy và cáo cô. Ninh tịch bật cười. Trước đây khi vẫn còn ở quê, cô đã từng nuôi một con mèo. Nó cực kỳ nhát, rất sợ người lại, gặp người lạ một cái là chạy. Nhưng chỉ cần bạn không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy bạn không có gì nguy hiểm, nó sẽ len lén chạy đến bên cạnh bạn, thậm chí còn leo lên đầu gối bạn ngủ ngon lành. Bánh bao nhỏ cảm nhận được tầm mắt của cô, gương nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng lần này trong mắt thằng bé không còn sự kinh hoảng nữa mà thay vào đó là tràn đầy sự hiếu kỳ thật giống một con mèo nhỏ ngay cả ánh mắt cũng giống khóe môi ninh tịch khẽ cong lên tay chân ngứa ngáy cuối cùng cô nhịn không được giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu xù xù của thằng bé cái xoa đầu này khiến cô giật nảy sao trán thằng bé lại nóng thế này cháu bị sốt thường lị sẽ nhớt cô trong này cho đến hết buổi thử vài ngày mai thậm chí còn lâu hơn nữa không chừng trong thời gian đó nếu cứ để thằng bé sốt cao như thế này thì rất nguy hiểm. Lúc đang lo lắng, cô phát hiện ra có gì đó không đúng. Đèn trong phòng này rõ ràng là hỏng rồi tại sao nơi này vẫn có ánh sáng. ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra trên đầu mình có một cái cửa sổ nho nhỏ ở trên mái nhà. Chút ánh sao hiếm hoi hát qua ô cửa nhỏ tiến vào trong phòng. Ninh tịch tìm một cái thang bê rồi nó ra chỗ cái cửa sổ. Bánh bao nhỏ, đến đây nào, cô giúp cháu ra ngoài. Thằng bé lắc đầu ánh mắt rất cương quyết đây là lần đầu tiên thằng bé có phản ứng lại với những gì cô nói ninh tịch không hiểu ý nó lắm cười cười bẻo má thằng bé cũng có nghĩa khí lắm đó nha muốn đồng cam cộng khổ với cô à đi lên điên đào cô không ra được cháu chui ra ngoài rồi sau đó tìm người đến cứu cô nha thấy thằng nhóc vẫn còn do dự ninh tịch liền bế nó đứng dậy đặt nó lên cái thang nhanh nào đàn ông con trai thì đừng lề mề do dự còn có cô ở dưới này đỡ cháu mà khó khăn lắm mới đưa được đứa bé lên trên đầu óc ninh tịch quay cuồng choáng váng, chân cô mềm nhũng, ngã xuống cùng với cái thang. Bánh bao nhỏ ở trên cửa sổ thấy cảnh này thì trên gương mặt đờ đẫn hiện của nó lên một sự hoảng sợ cực độ. Ninh tịch cắn ngượng nói ra một chữ, đi đi. Dưới ánh sao khuôn mặt của cô gái trắng bệch tiều tụy, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt, trong trẻo linh động, như phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh. Cô đã sớm không còn là con vịt xấu xí quê mùa của năm đó. Nhưng mà, cũng có ít gì đâu. Ninh tịch cười khổ, thù lớn còn chưa báo, thế mà cô lại ngã chết ở đây thế này. Nhưng mà lúc gần chết còn cứu được một cái bánh bao nhỏ, này cũng coi như là một được một chuyện tốt. Năm đó nếu con của cô vẫn chưa chết, chắc cũng lớn bằng từng này rồi ấy nhỉ. Năm năm trước sau vụ tai nạn đó, nhà họ Ninh ngại cô đã làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cô sang Mỹ học trong một cái trường toàn những kẻ ăn chơi, mặc kệ cô sống chết thế nào cũng không quan tâm cô thôi học ở đó rồi đăng ký thi vào viện đại học nam california cô gần như điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó bởi vì cô muốn đánh bại ninh tuyết lạc giành lại tất cả thuộc về mình điều quan trọng nhất chính là đóng phim giấc mơ lớn nhất của đời cô sau khi về nước dựa vào gương mặt xinh đẹp này cùng với kỹ năng diễn xuất cô bị thường lị ngắm trúng thành công bước chân vào công ty quản lý lớn nhất trong giới giải trí tinh huy tiền đồ của cô vốn rất rộng rãi nhưng Ninh Tuyết Lạc cũng nhanh chân theo đuôi cô vào tinh huy, mua chuột thường lệ tạo áp lực cho cô. Chương 5, tìm thấy tiểu thiếu gia rồi. Trong phòng tiếp khách của quán bar y tầng, không khí đặt quánh lại một cách khác thường. Chủ quán bar, quản lý, nhân viên an ninh. Tất cả mọi người đều nâm nớp lo sợ xếp thành một hàng. Trên mặt bọn họ đều có vẻ như sắp có tai họa giáng xuống đến nơi. Bởi vì tiểu thái tử của tập đoàn Lục Thị, cậu con trai yêu quý của Lục Đình Kiêu đã mất tích ở quán bà của họ lục đình kêu ngồi trên sofa vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một chẳng có chút biểu cảm như thừa nào giống y tượng đá nhưng sự uy hiếp đến từ kẻ bề trên này lại khiến cho bất kỳ ai trong căn phòng này đều sợ đến mềm nhũng cả chân mồ hôi túa ra như mưa ngay cả thở mạnh cũng không dám có một người thanh niên đang quỳ cạnh chân anh ta nước mắt nước mũi giàn dụa, em xin lỗi anh hai tất cả đều là lỗi của em em không nên đưa tiểu bảo đến quán bar này nếu tiểu bảo có mệnh hệ gì em cũng không thiết sống nữa anh ta vừa dứt lời đã bị đạp cho một cái vào ngực âm thanh từ tự tựa như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phải run rẩy lục cảnh lễ ôm ngực mình ho sù sụ mất một trận rồi lập tức bò dậy thẳng lưng quỳ tiếp bây giờ ba mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài du lịch vẫn chưa biết tiểu bảo bị mất tích nếu như bọn họ mà biết sẽ chẳng đơn giản như cú đá vừa rồi của anh hai đâu anh sẽ bị xé xác ra mất đúng lúc tâm trạng của lục cảnh lễ sụp đổ hoàn toàn thì đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng đập cửa. Chủ của quán bar đứng gần cửa nhất tiện tay liền mở ra, nhìn thấy bên ngoài không có ai, còn đang cảm thấy kỳ là ông ta vừa mới cúi đầu xuống liền ngay ra, tiểu, tiểu thiếu gia. Tiểu bảo. Ôi trời ơi, tiểu bảo, tâm can của chú đây rồi, cốt cuộc là con đã chạy đi đâu thế? Lục cảnh lễ bò lê bò càng trên mặt đất túm chặt lấy thằng bé, kích động đến mức khóc hu hù. Tất cả mọi người trong phòng đều hiện lên vẻ sống sót sau thảm họa. Lục Đình Kiêu bước mấy bước ra đến cửa, xách cổ áo của Lục Cảnh Lễ quẳng sang một bên, sau đó liền quỳ một chân ngồi xuống đối diện với con trai, sao vậy? Cuối cùng cũng thoát ra khỏi móng vuốt của ông chú nhà mình, Tiểu Bảo nắm lấy tay của Lục Đình Kiêu vội vàng kéo tay anh ta đi ra ngoài. Lục Đình Kiêu mới dựa gần vào con trai, đã ngửi thấy mùi rượu trên người thằng bé, ngoài ra còn phản phất đâu đó mùi hương lạ lùng, không sực nước gây mũi như nước hoa, như là hương thơm của một đóa hoa nhỏ mới nở trên sông băng khiến anh cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu thậm chí trong một khoảnh khắc anh còn thấy tim mình đạp nhanh hơn và nhịp thấy lục đình kiêu vẫn đứng im tiểu bảo giơ tay chỉ về một phía sốt ruột đến nỗi trong cổ họng còn phát ra những tiếng ư ư lục đình kiêu bé con trai lên bước về phía mà thằng bé chỉ lục cảnh lễ cùng với một đám người đằng sau quay sang nhìn nhau rồi cũng bước theo sau năm phút sau đoàn người dừng lại trước cánh cửa của một kho hàng ở tầng trên cùng tiểu bảo tụt xuống dùng sức đập đập vào cánh cửa nhà kho thần sắc có vẻ rất lo lắng sốt ruột. Tiểu bảo con làm sao thế? Trong này có gì hay sao? Lục cảnh lễ chẳng hiểu gì cả. Lục đình kêu mặt mũi lạnh tanh ra lệnh mở cửa. Vâng, vâng, vâng. Chủ quán ba gật đầu như giả tỏi. Sau đó quay sang quát lớn với nữ quản lý đứng bên cạnh quản lý Diệp. Cô còn ngay ra đấy làm gì? Mau mở cửa ra đi. Chìa khóa đâu rồi? À, mở cửa, mở cửa ạ. À. Người quản lý đó sững ra. Thôi chết rồi, cái con đinh tịch đó vẫn còn đang bị nhốt trong này mà. Cô đã đồng ý với thường lì ít nhất phải giam cô ta lại đến hết buổi thử vài ngày mai mà. Nhưng mà hai vị tôn thần nhà họ lục cùng với ông chủ đang ở đây, cô ta sao dám nói không? Chỉ đành run rẩy lấy chìa khóa ra mở khóa, đẩy cửa ra. Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy một người phụ nữ nằm sống xoài hôn mê trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra thế này, sao trong này lại có một người phụ nữ? Ông chủ quán ba tức tối gào lên. Tôi, tôi cũng không biết mà, lúc trước tôi kiểm tra làm gì có ai đâu, nữ quản lý đó cố gắng trấn định, giấu giếm sự trột dạ của bản thân. Mau, cứu người trước rồi nói sau. Nhưng vừa có người bước lên định đến gần ninh tịch, tiểu bảo lập tức nhào lên che trước người ninh tịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hung hãn, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Bạn đang nghe chuyện từ Happy Audio, và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 6, Tiểu Thái Tử Gia Kim Quang lấp Lánh, Lục Tổng Cái Này Ông chủ quán bar không biết làm thế nào đau khổ nói. Ánh mắt Lục Đình kêu liếc qua nữ quản lý Kim một cái, lại liếc cái thang nằm trên mặt đất và cái khung cửa sổ chỉ đủ một đứa nhỏ chui qua ở mái nhà, liền đoán đại khái được mọi chuyện. Anh ta ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi tiến lên tự mình bế người phụ nữ kia lên, mùi hương mang mát nhẹ nhẹ kia càng thêm rõ ràng. Thấy Lục Đình kêu tự mình bế, tiểu bảo mới không ngăn cản như lúc nãy nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy vẻ không tình nguyện, một bộ nếu không phải là do nó quá nhỏ thì người ôm người phụ nữ kia sẽ là nó. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bi. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện. Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn giấu sau lớp âu phục được cắt may tỉ mỉ. Từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận. Ánh sáng của mặt trời buổi sớm dường như không thể hòa tan được hàng băng tỏa ra từ người anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị quốc vương của thời Trung Cổ. Người đàn ông đó dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đột nhiên nâng ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược cực kỳ mạnh, sắc bén giống như một con dao giải phẫu, từng chút từng chút một cắt người cô ra thành từng mảnh nhỏ. Linh tịch trùng mình một cái, cũng bất chấp sự không thoải mái do người đàn ông xa lạ ở trước mặt đem tới, thần sắc lo lắng hỏi han, vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, tôi đến đây như thế nào vậy, ngài có nhìn thấy một đứa bé trai không, tầm 4 năm tuổi, không thích nói chuyện cũng trắng trẻo ngưỡng biển, nhìn có vẻ ngu ngu, ngu ngu. người đàn ông kia nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên phải của cô, giọng anh ta cũng lạnh y như con người của anh ta vậy. ý cô là tiểu bảo. linh tịch nhìn theo ánh mắt của anh ta liền nhanh chóng nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm say ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, trên mu bàn tay có chút nước. đúng rồi là nó. nó tên là tiểu bảo à. linh tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ cái trắng của đứa bé, đã hạ sốt lúc cô đưa đứa bé ra ngoài lại có chút hối hận dù sao đứa bé này vẫn còn nhỏ lại đang phát sốt cái nơi hỗn loạn như quán ba sao có thể để nó chạy lung tung một mình được lỡ xảy ra chuyện gì thì sao linh tịch quay lại nhìn người đàn ông siêu cấp đáng sợ phía đối diện đứa bé này con của ngài vừa mới nói ra linh tịch liền phát hiện ra có hỏi cũng bằng thừa một lớn một nhỏ giống nhau như đúc tuyệt đối chỉ có thể là cha con quả nhiên tảng băng kia trả lời cha ruột Ây, mỹ nhân, cô tỉnh rồi à, tôi là chú hai của tiểu bảo. Người vừa tiến vào sáp lại gần, ninh tịch theo bản năng lùi lại phía sau một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngay người, lục. Lục cảnh lễ. vị công tử của tập đoàn lục thị, ông chủ của công ty giải trí thịnh thế, bởi vì có bề ngoài xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả nghệ sĩ. Khuôn mặt này cô tuyệt đối không nhận lầm. Tảng băng là cha của tiểu bảo, lục cảnh lễ là chú hai của tiểu bảo thế chẳng phải tản băng là anh trai của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu, ông thần tài của kinh thành, hoàng đế không ngai của cả đế đô, ngàn lần không nghĩ tới, người cô cứu là con trai tư sinh trong truyền thuyết của Lục Đình Kiêu, tiểu thái tử gia kim quan lấp lánh. Chương 7, bánh bao lớn muốn lấy thần báo đáp, Lục Đình Kiêu không ngừng đánh giá người phụ nữ ở trên giường bệnh, tự hồ muốn xem biểu tình trên mặt cô là thật hay giả. Một lúc lâu sau, đại khái là cuối cùng cũng tin cô không phải biết thân phận của tiểu bảo từ trước nên lạnh lùng mở miệng yêu cầu của cô hả yêu cầu gì ninh tịch không hiểu mấy từ không đầu không đuôi này có ý gì ý của anh tôi là cảm ơn cô đã cứu tiểu bảo cho nên muốn đền ơn lục đình kêu làm một bộ như vừa gặp phải đại vận ninh tịch nghe xong liền nhanh chóng tiêu hóa thông tin rồi lập tức mở miệng nói kỳ thực thì mấy người không cần phải cảm tạ tôi đúng là tôi đã cứu tiểu bảo nhưng nó cũng đã cứu tôi nếu nó không đi ra ngoài gọi người tới e là lúc này tôi vẫn còn bị nhốt ở đấy cho nên coi như thanh toán xong không ai nợ ai tuy cô gặp may cứu được tiểu thái tử nhưng cô nào dám tranh công càng là kẻ có tiền thì chứng nghi bóng nghi gió thì càng lợi hại huống hồ là thế gia siêu cấp giàu có như lục thị không nghi ngờ cô tự biên tự diễn ra nhằm mua đồ gì gì đó đã phải thắp hương cảm tạ ông trời rồi cứ nhìn ánh mắt phòng bị như gặp cướp của lục đình kiêu khi nãy là biết để tránh hậu họa về sau tốt nhất là phủi sạch mọi quan hệ Ninh Tịch tự cho rằng câu trả lời này chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Lục Đình Kiêu lại chẳng có gì gọi là dễ nhìn, khiến cô bị dọa cho sợ mất mật. Cô không nói gì sai mà, sắc mặt đáng sợ như thế là ý gì? Anh hai, anh đừng có tỏ ra đáng sợ như thế, người không biết còn tưởng là đang báo thù chứ chẳng phải là báo ân đâu. Lục cảnh lễ không đỡ nhìn thấy mỹ nhân bị kinh sợ nên lên tiếng giải vây, sau đó lại ân cần nói với Ninh Tịch, anh tôi không thích nợ nần với ai bao giờ, cô muốn gì cứ nói đừng khách khí. Còn có vụ ép buộc người ta phải đề yêu cầu nữa sao? Khóe miệng ninh tịch khẽ méo một chút, không phải là tôi khách khí, tôi quả thật là không cần thật mà, tôi nói thật đó, không tin mấy người có thể tra. Không cần, Lục Đình kêu lời ít mà ý nhiều, trên mặt đã bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lục Cảnh lễ mở miệng, trong kho hàng có camera, là do Tiểu Bảo tự mình chạy vào, còn về phần cô quản lý quán bar cũng thừa nhận là do cô ta nhốt cô vào trong đó cho nên cô không cần phải lo lắng. Chúng tôi không có ý nghi ngờ cô, cô đã cứu tiểu bảo thế nên, tốt nhất là để yêu cầu đi. Ok, lòng vòng một hồi vẫn quay lại chuyện này. Ninh tịch cuối cùng không còn cách nào khác đành mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Lục Đình Kiêu, nếu không. Mấy người đưa tiền cho tôi đi. Kẻ có tiền không phải đều thích phương thức báo đáp nhanh gọn này sao? Dựa theo tính cách của Lục Đình Kiêu, hẳn là thích dùng tiền để giải quyết vấn đề đi. Nếu cô không lấy tiền e là họ lại nghi cô còn có ý đồ khác không lấy tiền chẳng lẽ lấy người khi ninh tịch cho đây là yêu cầu thích hợp nhất thì sắc mặt lục đình kiêu lại càng thêm khó coi ninh tịch khóc hết nước mắt sao lại câm như hến thế kia có cái gì thì nói ra không phải tốt sao chẳng lẽ nói vài câu lại tốn sức đến thế sao tốt. lục cảnh lễ sờ sờ mũi phiên dịch anh tôi thấy trả tiền thì có vẻ vũ dục cô quá ninh tịch gào thét ở trong lòng không sao hết hãy vũ dục tôi đi thân phận của lục gia rất đặc thù cô thật không biết nêu yêu cầu cái gì cho thích hợp. Ngay tại lúc cục diện lâm vào bế tắc, Lục Đình kêu lên tiếng, lấy tôi. Ninh tịch ngay người, rồi ngay sau đó ho sù sù như sắp chết đến nơi, sợ tí thì sập nước miếng mà chết. Khụ khụ khụ. Ngài nói cái gì? Cố gắng kiềm chế lại cơn ho, cô lập tức quay đầu nhìn Lục Cảnh Lễ, nhị thiếu, cầu phiên dịch. Nhưng mà không chỉ Ninh Tịch mà Lục Cảnh Lễ cũng bị sợ đến ngu người, anh, ý anh là gì, em không dịch được. Lúc này Ninh Tịch đột nhiên thông minh đột xuất, trung rẩy nói, không lẽ là bởi vì tôi cứu con ngài, nên ngài quyết định lấy thần báo đáo. Lục đình kêu vút vuốt cầm, suy tư một hồi rồi gật đầu, có thể cho là vậy. Chương 8 ngài không phải là gây sao. Ninh Tịch lấy một loại tâm tình vô cùng không biết nói thế nào nhìn gương mặt lạnh băng không biểu cảm của người đàn ông trước mặt, vô lực đỡ trán bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi? Tôi thấy hình như tôi bị ngã hỏng đầu rồi, xuất hiện cả ảo giác rồi lục cảnh lễ vẻ mặt vô tội nói chẳng lẽ tôi không ngã cũng hỏng đầu ư vào giờ phút này ninh tịch có lấy tâm lý mạnh mẽ sau khi bị hành hạ đến trăm ngàn lần ra cũng không cách nào tiếp nhận nổi sự thật trước mắt cô chỉ cứu một bánh bao nhỏ bánh bao lớn liền muốn lấy thần báo đáp nếu đây là người khác thì cũng được chỉ cần hơi đẹp trai một chút thôi cũng coi như là diễm hồ đi nhưng người này là lục đình kiêu lục đình kiêu đấy bằng về ngoại hình thì dáng dấp của cô cũng không tệ nhưng lục đình kiêu là người như thế nào có loại mỹ nữ nào anh ta chưa thấy qua sao? Nếu là vừa ý cô thì cô cũng không thấy đáng sợ như vậy, Lục Đình Kiêu vừa ý với nhàn sắc của cô, muốn cùng cô vui đùa một chút cũng còn có thể chấp nhận được, nhưng mà anh ta lại nói là lấy anh ta, đúng là sấm sét giữa trời quang, mấu chốt là không phải ngài thích đàn ông sao?" Ninh Tịch thốt lên. "Phốc ha ha ha." Lục Cảnh lễ cười nghiêng ngã. mặt Lục Đình Kiêu lập tức đen như đít nồi, trong nháy mắt cả phòng bệnh đã dăng đầy mây đen. Qua một lúc lâu thì lục cảnh lễ rớt cuộc cũng nín cười, nếu anh tôi thích đàn ông vậy thì tiểu bảo chui ra ở đâu? Ơ, ờ, để thuê, hoặc thủ tinh nhân tạo. Nếu anh ấy thích đàn ông thì tại sao lại phải lấy thần báo đáp? Che giấu tính hướng thật. Ha 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 ha. Anh, em không giúp anh được. Tôi còn nghe đồn, hai người là một đôi mà. Ánh mắt tế nhị của Ninh Tịch quét tới quét lui giữa hai người. Khụ khụ khụ. Lục cảnh lễ bị dọa đến sặc nước bọt con mở nó, khẩu vị nặng quá rồi, mặc dù tiểu gia đây xinh đẹp như hoa, trai gái đều ăn. Lúc này người ở trung tâm cơn bão chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài bước từng bước tới gần ninh tịch, cảnh lễ, mang tiểu bảo ra ngoài. Hả? Anh? Anh muốn làm gì? Lục đình kiêu nhàn nhã sắn ống tay áo lên, chứng minh một chút cho ninh tiểu thư về tính hướng của anh. Ánh mắt anh ta lúc này giống như là muốn đem ninh tịch cắt ra từng khúc rồi nuốt vào bụng vậy. Ninh tịch bị dọa ngã lăn xuống giường, Hiếu chút nữa chui luôn vào gầm giường. Ngài lục chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, mọi người đều đồn như thế mà, oan có đồng nợ có chủ, còn nữa ngài không cần báo đáp tôi cái gì cả, nếu ngài nhất định, nhất định phải muốn tôi để ra yêu cầu tôi, tôi muốn ngài đừng lại đây, đấy chính là yêu cầu của tôi. a à, xin lỗi, chút nữa tôi có việc vô cùng quan trọng, phải đi trước, có duyên sẽ gặp lại. Ninh tịch nói thật nhanh rồi co giờ chạy thẳng ra ngoài. Kết quả, vừa mới chạy không được mấy bước đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Đình kêu vang lên từ đằng sau, tôi cho cô đi. Ninh Tịch bị dọa đến nỗi chân run lên lập cập. Tới số rồi. Sau mấy giây Ninh Tịch cảm tưởng như sẽ bị ánh mắt của Lục Đình kêu giết chết thì anh ta đưa cho cô một tờ giấy với một cái bút. Phiền cô Ninh lưu lại cho Tiểu Bảo vài dòng để tránh nó tỉnh lại không thấy cô sẽ lo lắng. Chỉ, chỉ như thế. Đây chính là sống sót sau tai nạn. Được được không thành vấn đề bảo tôi viết một vạn chữ cũng không vấn đề gì. Ninh tịch thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên xoẹt xoẹt viết. Viết xong còn sợ sẽ phát sinh cái gì bèn vội vàng chạy như điên. Nhìn bóng lưng vội vội vàng rời đi của cô gái kia, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm hơn, giống như thợ săn đã ngắm được con mồi ưng ý. Sau khi ninh tịch rời đi, lục cảnh lễ lập tức bay đến bên cạnh, anh, em đang nằm mơ sao, anh vừa ý ninh tịch sao, 32 năm, anh không thích một cô gái nào, ngay cả em trai của anh cũng nghi ngờ anh là công. Chữ công vừa mới ra đã lập tức bị ông anh ruột chặn họng, im miệng. À, lục cảnh lễ ngẹn. Một bụng đầy bát quái mà không cho hỏi thật sự là muốn ông đây ngẹn chết đấy à. Chương chính, không phải đến thử vai nữ chính. Vì đang là giờ cao điểm nên các con đường đều kẹt xe nghiêm trọng, lúc ninh tịch chạy đến buổi thử vai thì đã muộn. Thường lị với ninh tuyết lạc mặt mũi hấn hở đi ra từ trong tòa nhà tổ chức buổi thử vai, bên cạnh là một đám người xuống vào chúc mừng nhìn thấy ninh tịch đầu đầy mồ hôi chạy tới ánh mắt ninh tuyết lạc vẫn tràn đầy khinh vĩ giống như năm xưa thấy ninh tuyết lạc làm vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi ngồi lên xe rời đi thì ninh tịch không trở về mà đi thật nhanh vào trong tòa nhà bây giờ cũng không tính là muộn chạy được nửa đường thì nhìn thấy một đoàn người đang trò chuyện vui vẻ đây chính là nhóm giám khảo của buổi thử vai cho bộ phim thiên hạ thật xin lỗi tôi đến trễ ninh tịch cúi người thật thấp các giám khảo nhìn ninh tịch đột nhiên cản đường thì trố mắt nhìn nhau có vẻ có chút không vui. Không ai thích người tới muộn cả. Phó đạo diễn dị mặt, buổi thử vai đã kết thúc, lúc này cô mới chạy tới thì có ích gì. Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày trả ra sao. Tôi không đến thử vai nữ chính. Ninh tịch nói. Hả? Không tới thử vai nữ chính vậy cô tới thử vai nào? Biên kịch hứng thú nói. Tôi đến thử vai nữ thứ, mạnh trường ca. Theo tôi biết thì lần thử vai trước các ngài chưa chọn được người thích hợp. Vừa dứt lời, Ninh tịch ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, hiện trường im lặng ít nhất 5 giây, phó đạo diễn mới vừa rồi còn không vui giờ lập tức nhìn thẳng cô. Phó đạo diễn chỉ thấy cô gái trước mặt mặt mũi sắc nét, tóc đen dài tới eo, trên người mặc một chiếc váy đỏ thẫm, nhưng sắc màu chói mắt như thế lại không lấn át được vẻ đẹp của cô, trái lại còn trở thành phong nền cho cô thêm nổi bật. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng tựa như đang đứng giữa khu rừng bờ sương, giống như một con linh hồ đã tu hành cả ngàn năm đôi mắt câu hồn khiến người ta không chú ý sẽ vô tình rơi vào vô hạn xuân sắc. Tuy đạo hạnh sâu nhưng dường như chưa bao giờ lay dính phạm trần, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt. Cô tên là gì? Chờ đến lúc đạo diễn Quách Khải Thắng lên tiếng thì mấy giám khảo khác mới tỉnh lại, tự như vừa mới chìm vào một giấc mộng ngắn ngủi. Ninh tịch. Đạo diễn Quách với phó đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất bằng nhau một chút, sau đó nói, có chút ấn tượng, là nghệ sĩ của Tinh Huy đúng không? Cô về chuẩn bị một chút vài nữ thứ thuộc về cô, khi nào quay sẽ báo cho cô. Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, Ninh Tích cuồng người cảm ơn. Đúng thế, ngay từ đầu, mục tiêu của Ninh Tịch đã là vai nữ phụ. Vì nhân vật này mà cô đã nghiên cứu suốt 3 tháng, cố gắng tìm hiểu cảm giác và khí chất của Mạnh Trường Ca, cố gắng đạt tới mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến các giám khảo động tâm. Mặc dù có chút trúc trắc nhưng vẫn ổn, cô đã thành công. Sau khi Ninh Tịch rời đi, đạo diễn Quách liên tục cảm thán, đây đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Cô bé này mặc dù ký hợp đồng với Tinh Huy nhưng lý lịch quá nát, như thế mà tới thử vai nữ chính thì tôi không để mắt tới đâu, không ngờ lại đẹp hơn trong hình nhiều. Biên kịch Diệp Linh Lung cũng không nén nổi kích động, quan trọng nhất vẫn là khí chất, ánh mắt của cô bé ấy vừa nãy thật quá chuẩn. Tuy mạnh trường ca là yêu nữ hại nước nhưng trước đó thì vẫn là một nữ tướng quân hào khiến hút trời nàng ta có thể quyến rũ nhưng không thể dung tục, thậm chí còn phải có phần gây thơ với thoát tục. Mấy người trước đến thử vai đều diễn thành hoa khôi thanh lâu, thật tức chết tôi mà. Ha ha ha, đừng giận đừng giận, chẳng phải là chọn được trường ca cho cô rồi sao? Cùng lúc đó tại Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Bi, bánh bao nhỏ ở phòng bệnh viếp đang khiến một đám người lo sốt vó. Đứa bé co rút trên bệ cửa sổ, tâm tình kích động lạ thường, lạc giọng gào khóc, bất kể bác sĩ, y tá nói thế nào cũng không dỗ xuống được. Lục cảnh lễ dùng toàn tâm toàn ý dỗ cậu cháu trai bảo bối nhưng biết làm sao được, người ta căn bản không cần ông chú ruột này. Không có cách nào khác, lục cảnh lễ đành gọi điện thoại cho lục đình kiêu mới bị công ty gọi đi, bảo anh quay lại. Chương 10, bánh bao nhỏ nổi giận. Anh, anh tới rồi, đang yên, đang lành tự dưng tiểu bảo lại khóc quấy. Sao lại thế này? Lục Đình Kiêu trầm giọng hỏi. Em cũng không biết, nó tỉnh lại rồi chạy khắp nơi tìm ai đó, em hỏi nó có phải muốn tìm Ninh Tịch không, rồi bảo nó không cần tìm, cô xinh đẹp đã đi rồi, vừa dứt lời thì nó liền khóc như cha chết mẹ chết, xem ra tiểu bảo hình như rất thích Ninh Tịch, vừa nghe cô ấy đã đi rồi thì khóc thành như thế. Hơn nữa đã rất lâu rồi tiểu bảo chưa hề có cảm xúc mãnh liệt đến thế, nghe xong, Lục Đình Kiêu đi thẳng tới chỗ con trai. Tiểu bảo phát hiện Lục Đình Kiêu tới gần thì lập tức cảnh giác rụt về sau, ánh mắt đầy vẻ đề phòng cùng xa lánh, ngay cả cha ruột cũng không nhận. Đến cách con trai ba bước chân thì Lục Đình Kiêu dừng lại bình tĩnh nói. Chú hai nói cô đã đi rồi không phải là ý như con nghĩ. Cô ấy không có bất cứ một vấn đề gì, đã xuất viện về nhà rồi, không phải đã qua đời như bà ngoại con, mãi mãi không trở lại, hiểu chưa? Đại khái cũng chỉ có lúc đối diện với con trai thì Lục Đình Kiêu mới có kiên nhẫn nói dài như vậy. Lục Cảnh Lễ nghẹn họng trố mắt, có nằm hay không? Em mới nói đi mà nó nghĩ nhiều đến thế. Thật ra là do tiểu bảo chính mắt nhìn thấy ninh tịch bị ngã xuống nên đã bị dọa sẵn, dưới tình huống tâm trạng không ổn định thì hiểu nhầm lời của lục cảnh lễ cũng không phải không thể. Nghe xong lục đình kêu giải thích, tiểu bảo tạm thời không khóc nữa nhưng vẫn vùi đầu rút vào bên bệ cửa sổ, không chịu nhúc nhích. Vì vậy lục đình kêu móc ra một tờ giấy, cô ấy để lại cho con, muốn xem không. Thân thể tiểu bảo cứng lại, sau đó giống như được bật công tắc vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, giơ hai tay cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ tỏ ý muốn bà bà bế. Lục cảnh lễ. Các bác sĩ và y tá. Nguyên một phòng toàn người bị hành hạ đến chết đi sống lại, kết quả chỉ cần một tờ giấy đã giải quyết xong. Lúc nãy lục cảnh lễ còn nghĩ lục đình kiêu đúng là rảnh quá mới muốn ninh tịch để lại một tờ giấy, nhưng hiện thực đã chứng minh anh trai anh quá thần. Lục đình kiêu ôm con trai ngồi trên ghế salon, sau đó đưa tờ giấy cho cậu nhóc. Tiểu bảo vội vàng nhận lấy nhóc biết chữ từ lâu rồi, có thể tự đọc được cục cưng, cảm ơn con cứu cô, con rất giỏi đó nha, chục chục chục. Ninh tịch trở về từ buổi thử vai, việc đầu tiên là ngủ buồn một giấc sau đó chạy ra siêu thị mua đồ nấu lẩu, đồ ăn kèm và bia nữa. Trận đầu toàn thắng, tự nấu một nồi lẩu coi như là chúc mừng đi. Ăn lẩu một mình. Cảnh giới tối cao của sự cô đơn. Cũng may cô trước nay luôn lủi thủi một mình, lâu dần cũng thành thói quen. Mới vừa chuẩn bị xong nước lẩu với đồ ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc này ai lại tới vậy? Ninh Tịch Hiếu Kỳ mở cửa ra, sau đó liền ngay người. Ngoài cửa, Lục Đình Kiêu một thân Âu phục nghiêm chỉnh, bên ngoài khoác thêm một cái áo đen dài, trong ngực đang bế bánh bao nhỏ. Trong ngực bánh bánh nhỏ thì đang ôm một giỏ sặc sỡ đủ các loại trái cây. Đây, đây là cái tổ hợp kỳ dị gì, gì thế này. Lục tiên sinh, Ninh Tịch nuốt ngụm nước miếng, sao ngài lại tới đây muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Thăm bệnh. Thăm bệnh. Trời tối còn tự mình chạy đến, thậm chí còn vác theo bánh bao nhỏ đến thăm bệnh, bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 11, bánh bao lớn kèm bánh bao nhỏ cô chỉ bị ngã một cú thôi mà, đùa cũng vừa quá nha. Ừ, ngài lục khách khí quá, mời vào, thật ngại quá, trong phòng hơi bừa bộn, linh tịch cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thủ sủng nhược kinh mà nhanh chóng thu dọn phòng một chút, ném mấy cái lặt vặt trên ghế bành đi, quần áo bẩn cũng nhét vội xuống gầm giường. Hai người ngồi đi, uống chút gì không, trà với sữa, linh tịch một bên bận rộn, một bên vắt ốc nghĩ xem lục đình kêu tới đây làm gì. Nhưng đáng tiếc, đạo hạnh của lục đình kêu đạo hạnh quá cao thâm, người trồng mắt thịt như cô không nhìn ra được lục đình kiêu gật đầu biểu cảm không khác gì khi nghe đám lính quèn dưới trướng báo cáo linh tịch chỉ có thể ngoan ngoãn rót trà cho lục đình kiêu rồi rót sữa cho bánh bao nhỏ tay chân lục đình kiêu vốn rất dài ngồi ở trên ghế salon càng làm khiến phòng khách thêm nhỏ hẹp bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh anh hai cha con tướng mạo rất giống nhau ngay cả biểu tình cũng y như đúc đều là dân mặt đơ hai người cũng không lên tiếng nói chuyện bầu không khí nặng nề đến đáng sợ Ninh Tịch ngồi đối diện mà khóc không ra nước mắt, hai người này tới đây để làm cái gì vậy? Lúc này trong ngầu trường tới tiếng nước sôi, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi cây mê người. Ninh Tịch vì phá vỡ sự im lặng này mà thuận miệng nói, thế, hai người đã ăn tối chưa, tôi đang định ăn lẩu có muốn ăn cùng không? Lục Đình kêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Ninh Tịch. Cô chỉ khách sáo một tí thôi mà hai người kia đồng ý ngay tấp lự là thế nào? Một người là đại tổng tài, một người là tiểu thiếu gia sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn qua, chạy tới nhà kẻ bình dân như cô ăn ké một nồi lẩu rẻ tiền. Ninh tịch cảm thấy bó tay toàn tập, nhưng lời đã nói ra ngoài thì chỉ có thể nhắm mắt mời hai người bọn họ lên bàn ăn, sắp thêm hai bộ bát đũa. Tôi mua dao vị lẩu cay, hai người ăn được cay không? Ninh tịch không yên tâm hỏi lại. Lục đình kêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Được rồi. Ninh tịch đem đồ ăn kèm đã chuẩn bị xong bưng tới lục đình kiêu không ăn được bao nhiêu phần lớn thời gian là giúp hai người còn lại nhúng đồ ăn trái lại bánh bao nhỏ với ninh tịch thật sự thích ăn cây bị cây đến lè lưỡi cũng không chịu dừng cuối cùng ngay cả ninh tịch cũng có chút lo lắng trẻ con mà ăn cây như thế hình như không tốt lắm nếu vị tiểu thái tử này xảy ra chuyện gì ở chỗ cô thì sao cô có thể chịu trách nhiệm nổi đây không yếu ớt như thế lục đình kiêu lại không cho là đúng vì thế ninh tịch cũng không tiện nói gì nữa buổi thử vai thế nào Lục Đình Kiêu bỗng dưng chủ động mở miệng nói chuyện. Linh Tịch ngẩn người một chút mới phản ứng được, nói: "Cũng coi như thuận lợi, cho nên hôm nay mới làm nồi lẩu coi như chúc mừng." Lục Đình Kiêu nâng lon bia lên, "Chúc mừng." Thật không ngờ lời chúc mừng đầu tiên nhận được lại là từ Lục Đình Kiêu. Linh Tịch cầm lon bia nhẹ nhàng cũng với lon của Lục Đình Kiêu, lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm, "Cảm ơn." Trong nháy mắt đó, Lục Đình Kiêu không hề phát hiện bản thân đang ngẩn người. Ninh Tịch nói xong nhìn về phía Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, lần này phải đặc biệt cảm ơn Tiểu Bảo nha, nếu không nhờ con thì cô đã không cách nào tới kịp buổi thử vai rồi, đến nào cục cưng, mời con một ly. Chương 12, ngủ lại qua đêm, Tiểu Bảo nhìn sữa trong tay mình, rồi lại nhìn bia của ba với Ninh Tịch, dường như có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn nâng cốc sữa của mình lên chạm một cái với Ninh Tịch, đem số sữa còn lại uống hết sạch. Ninh Tịch bị bộ dáng nghiêm túc của bé chọc cho cười chảy nước mắt. Hóa ra thằng nhóc này còn biết cái gì gọi là cảm tình càng thâm thì càng phải uống cạn. Giữa chừng, Lục Đình Kiêu có điện thoại nên đi ra ban công nghe máy. Ninh Tịch lập tức tiến tới bên Tiểu Bảo, đem bia của cô đưa cho cậu nhóc, hì hì, muốn thử chứ gì. Nhanh nhanh nhanh, thời lúc ba con không có ở đây là một hớp nhỏ, nhưng chỉ được uống một hớp thôi nhá. Ánh mắt Tiểu Bảo nghe thế liền sáng như sao, cúi đầu cẩn thận nhấp một hớp nhỏ. Mặc dù cái vị này uống không ngon lắm, cơ mà nhóc thấy rất vui nha chờ Lục Đình Kiêu nghe điện thoại xong trở lại thì Ninh Tịch đã ngồi ngay ngắn lại, làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Bảo còn chuyện nghiệp hơn, bình tĩnh thông thả uống sữa bò, một chút khác thường đều không có. Lục Đình Kiêu thoạt nhìn như không phát hiện ra cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống, chẳng qua trong mắt có chút lạnh đi. Sức chiến đấu của ba người không tệ, cô mua rất nhiều đồ nhưng đều sạch bách cả. Ninh Tịch thấy trời cũng không còn sớm lắm. Đang nghĩ xem có nên bảo hai cha con họ đi về hay không đột nhiên chân trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu rít gào ngoài cửa sổ. Nghe dự báo thời tiết, thấy bảo tối nay trời sẽ mưa to lắm, còn có bảo. Ninh tịch nhìn bên ngoài cửa sổ đang mưa như trút nước, bánh bao nhỏ nhìn ninh tịch, lục đình kiêu cũng nhìn ninh tịch. Bị một lớn một nhỏ nhìn chầm chầm như thế, ninh tịch chỉ có thể mở miệng nói, đã trễ rồi, thời tiết lại xấu. Nếu ngài đưa tiểu bảo trở về chỉ sợ có phần nguy hiểm, nếu không hai người ngủ tạm ở nhà tôi một đêm. Theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng nên làm bộ một chút, cô cảm thấy Lục Đình Kiêu chắc chắn sẽ không đồng ý. Kết quả? Lục Đình Kiêu, được. Bánh bao nhỏ gật gật đầu. Ôi đệt! Lục Đình Kiêu này cũng quá dễ giải đi. Sao cô lại có ảo giác hai cha con bọn họ rất mong cô nói những lời này? Chắc điên rồi. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo cứ như vậy ngủ lại một đêm. Căn hộ do công ty an bài này cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ với một phòng khách thật sự là một vấn đề nan giải tôi ngủ phòng khách ngài với tiểu bảo ngủ trong phòng tôi được chứ tôi đi đổi ga trải giường một chút không cần tôi ngủ phòng khách cô với tiểu bảo ngủ trong phòng ngủ ngữ khí thể hiện rõ ý không cho cô từ chối linh tịch cảm thấy thật tội lỗi không những mời lục đại tổng tài ăn lẩu giá rẻ thậm chí còn để anh ta ngủ phòng khách nếu như tối nay chỉ có lục đình kêu thì dù trời đổ mưa đá cô cũng nhất quyết không cho anh ta ở lại nhất là dưới tình huống ban sáng, nhưng lúc này lại có thêm một bánh bao nhỏ. Thời tiết như thế này mà để anh ta ôm một đứa nhỏ đi về thì đúng là rất nguy hiểm, hơn nữa có thêm một đứa bé cũng không bị tính là cô nam quả nữ đúng không? Linh tịch chỉ có thể cam chịu số phận, để tôi tìm xem có quần áo cho hai người thay không. lục tung một trận thế mà thật sự tìm được nha. Chương 13, nuôi trẻ con thật không dễ, hồi trước đi làm thêm, ở xưởng có tặng một bộ đồ ngủ Pikachu dành cho trẻ em. Cô tiện tay nhét bừa vào tủ, may mà tiểu bảo mặc vừa. Lục Đình Kiêu thì dễ xử lý hơn, em trai cô còn mấy bộ quần áo để lại chỗ cô. Sau khi nhận lại cha mẹ đẻ, Ninh Tịch cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ nuôi của mình, cô không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa, thế nên rất ít khi liên lạc với bên đấy, chỉ thỉnh thoảng qua lại với em trai đường nặt của cô. Tìm được quần áo xong, Ninh Tịch lại vào phòng lấy cho Lục Đình Kiêu một bộ chăn gối mới. Ghế sofa ở phòng khách không lớn, chả đủ để đôi chân dài của lục đình kêu gác chân cô đành phải chuyển một cái ghế dài tới để nối thêm ra tiểu bảo lại khiến người khác rất yên tâm thằng bé biết tự tắm tự mặc quần áo đáng yêu vào sau đó cũng tự giác nằm lên giường ninh tịch tắm xong mặc một bộ đồ ngủ trông khá là bảo thủ sau khi chắc chắn bản thân không có chỗ nào kỳ kỳ nữa mới đi ra ngoài vậy ngài lục tôi đi ngủ trước đây nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi nhé ừm thấy ninh tịch tắm rửa xong Lục Đình Kiêu có hơi thất thần nhưng ngay sau đó ánh mắt anh lập tức tối lại. Tóc cô được búi gọn gàng lại, mặc bộ đồ ngủ trong phổ biến nhất có thể, mặt không đánh phấn, làn da nõn nà còn đỏ ửng lên sau khi tắm. Có thể nhìn ra Ninh Tịch đang muốn cố tránh né, bộ dạng của cô thật sự không có vấn đề gì cả, nhưng Lục Đình Kiêu khó có thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này, vì anh phát hiện bộ phận nào đó phía dưới mình lại đang dần ngóc đầu lên. Sau khi Ninh Tịch vào phòng, bỗng thấy trên giường mình lại có thêm một vật nhỏ đáng yêu cảm thấy rất kỳ diệu từ tối qua tới giờ có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô mau ngủ đi cô nằm xuống cạnh bánh bao nhỏ tắt đèn trần đi chỉ để lại chiếc đèn ngủ đầu giường bánh bao nhỏ chớp chớp mắt chẳng thấy buồn ngủ chút nào ninh tịch lại bắt đầu đau đầu rồi đây hình như lũ trẻ con trước khi ngủ đều phải kể chuyện để dỗ chúng thì phải ninh tịch bất lực nhún vai cô không biết kể chuyện hay cô hát một bài cho con nghe nhé bánh bao nhỏ gật đầu, vẻ mặt mông chờ cực kỳ. Thế là ninh tịch vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé, nhẹ cất tiếng hát, tiếp thu nửa ấm nửa lạnh, an tâm dựa trong lòng người, lẳng lặng mà nhìn lưu quan bay vờn, trong gió kia một, lại một phiến hồng diệp khiến lòng ta một mảnh êm đềm, nửa tỉnh nửa say khắc ấy, lại nhường bắt cười ngàn vạn, để ta như bay giữa tuyết phiêu diêu, dùng băng thanh khẽ khàng hôn lên mặt người, mang theo một lớp, một lớp sống triền miên, lưu lại nhân gian bấy nhiêu tình ái đối mặt với phù sinh ngàn biến cố. Ninh tịch hát tới đây thì nghẹn lại, vì câu sau là cùng người hữu tình làm chuyện khoái hoạt, đừng hỏi là kiếp hay là duyên. Bài hát Lưu Quang Phi Vũ, nhạc phim Thanh Xà Bạch Xà, 1993 do Vương Tổ Hiền đóng. Cái quái gì vậy, lời bài hát này hình như không hợp với trẻ nhỏ lắm thì phải. Hay đổi bài khác đi. Khụ, đoạn sau cô quên mất hát thế nào rồi, để cô đổi bài khác nhé. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Ninh Tịch vắt ốc suy nghĩ đổi một bài khác có lời lẽ an toàn hơn. Trong đầm có một chú ếch con, lúc nó nhảy múa trông như có hoàng tử nhập vào người. Ánh mắt cung ngầu không có con ếch nào có thể sánh bằng, rồi sẽ có một ngày nó sẽ được công chúa đánh thức. Tin rằng kỳ tích luôn ở bên chúng ta, tự tin trưởng thành có bạn kề bên la 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 la. Hát đủ ba lần bài chú ếch nhỏ nhảy múa, bên cạnh rốt cuộc cũng truyền tới hít thở đều đặn. Nuôi Trẻ thật đúng là không dễ dàng gì, bỗng cô thấy thật nể phục ông bố đơn thân Lục Đình Kiêu, cũng không biết rốt cuộc mẹ của bánh bao nhỏ là ai tại sao đã sinh ra bánh bao nhỏ rồi mà vẫn không ở bên Lục Đình Kiêu, vì thân phận thấp kém nên Lục gia không chấp nhận sao, hay còn khúc mắc gì đó với Lục Đình Kiêu mà không thể để người khác biết. Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Ninh Tịch cũng dần dần chìm vào giấc mộng. Ngủ tới nửa đêm, Ninh Tịch bị một tiếng vang trầm thấp từ phòng khách truyền tới làm tỉnh giấc. Chương 14 dễ bùng cháy lắm đó bánh bao nhỏ ngủ rất say câu rón rén xuống giường ra ngoài xem có chuyện gì đẩy cửa phòng ngủ ra chỉ thấy lục đình kiêu đang rót nước một tay ôm bụng sắc mặt tái nhợt ninh tịch vội đi tới ngài lục ngài không sao chứ không sao ở ờ, em có phải ngài bị đau dạ dày không lục đình kiêu không nói gì ninh tịch biết mình đoán đúng rồi mẹ hóa ra lục đình kiêu không ăn được cây không ăn được còn cố mà nuốt đợi đấy tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho ngài may mà những thuốc hay dùng cô đều có cả ninh tịch vội vã mang thuốc tới phải uống cả hai viên cảm ơn lục đình kêu lấy thuốc khỏi tay cô bằng tay mát lạnh nhẹ lướt qua cảm giác ấy như chạm vào tim khiến người ta bỗng thấy thật yếu đuối trong đêm tối mịt mùa mưa to gió lớn lại có người đẹp thấy kia đứng trước mặt súng dễ cướp coi lắm đó nha ninh tịch lẩm nhẩm mấy vòng số pi mới bình tĩnh lại được thấy lục đình kêu uống thuốc xong cô cũng không đi luôn mà ở lại cạnh anh thêm một lúc. Đỡ hơn chút nào chưa, có cần tới bệnh viện không? Xin lỗi, tôi không biết ngài không ăn được cây. Lúc đầu cô lo cho bánh bao nhỏ cơ, cuối cùng bánh bao nhỏ thì chẳng sao cả, mà Lục Đình kêu lại xảy ra chuyện, đúng là lạ đời. Không liên quan đến cô, chỉ là bệnh cũ thôi. Hai người im lặng một hồi, Lục Đình kêu bỗng mở miệng, tối nay tới quấy trầy là vì Tiểu Bảo muốn gặp cô. Linh Tịch nghe vậy rất bất ngờ, Tiểu Bảo muốn gặp tôi lúc tiểu bảo bị hoảng sợ trong kho hàng, là cô đã cứu nó, giờ nó rất ỷ lại vào cô, Lục Đình Kiêu giải thích. Ninh Tịch phát hiện, chỉ cần có tiểu bảo ở bên hay khi nhắc tới chuyện gì liên quan tới tiểu bảo, sự lạnh lẽo khiếp người toát ra từ Lục Đình Kiêu sẽ nhẹ nhàng giảm bớt, không đáng sợ như ban sáng nữa. Hóa ra là vậy, Ninh Tịch gật đầu. Có lẽ vì ban đêm dễ khiến con người ta buông bỏ phòng bị cùng đắn đo, Ninh Tịch liền hỏi một câu mà cô vẫn luôn để tâm trong lòng. Vậy, Mạo muội hỏi một câu, Tiểu Bảo không biết nói sao. Tới giờ cô vẫn chưa thấy Tiểu Bảo ho he một chữ nào, bé con chỉ biết có gật với lắc đầu thôi. Không phải không biết nói, là không muốn nói, Lục Đình kiêu đáp. Vậy là vấn đề về tâm lý rồi, Ninh Tịch nhíu mày. Tiểu Bảo có chút dấu hiệu của tự kỷ, Lục Đình kiêu cũng không che giấu. Vậy, cũng không khác với cô đoán là mấy. Còn về chuyện tại sao Tiểu Bảo lại bị tự kỷ, bí mật nhà người ta, tất nhiên cô không dám hỏi hàng kỹ càng làm gì. Cô Ninh, Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô chăm chú, ánh mắt rõ ràng là rất lạnh lẽo nhưng lại khiến cô cảm thấy nó như đang thiêu đốt cô đến mất hết cả cảm giác. Dạ, Ninh Tịch ngẩn ra. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Lục Đình Kiêu hỏi. Nếu con này là do người khác hỏi, Ninh Tịch nhất định sẽ cho rằng đối phương đang muốn tiếp cận cô, lại còn là kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ. Nhưng người nói câu này lại là Lục Đình Kiêu, sự nghi hoặc trong mắt anh ta là thật. Chắc không có đâu, người như ngài lục đây nếu tôi từng gặp tuyệt đối không thể không có ấn tượng gì mà có chuyện gì sao ngữ khí của ninh tịch có vẻ chắc chắn với thân phận của cô kể cả khi cô vẫn còn là đại tiểu thư của ninh gia đi chăng nữa cũng không thể gặp người ở tầng lớp như lục đình kiêu được không có gì lục đình kiêu rời ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm phản chiếu trên cửa sổ có chút tịch mịch nếu cứ tiếp tục như vậy bầu không khí nhất định sẽ rất kỳ ngài lục nếu ngài không sao nữa vậy tôi ngủ trước nhé Ninh Tịch cẩn thận nói. Lục Đình Kiêu nhìn rõ ý đồ của cô, nhấc tay lên, không vội, cứ ngồi đi. Không vội gì chứ, cô rất vội là đằng khác đây này. Chương 15, muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi. Ninh Tịch mặc như đưa đám nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng ngồi như học sinh tiểu học. Lục Đình Kiêu chống đầu, cô sợ tôi lắm à. Sự lạnh nhạt của Lục Đình Kiêu trong đêm so với ban ngày trông càng tà ác hơn, nguy hiểm hơn. Ninh Tịch lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại gật đầu lia lịa cả cái để đồ này chắc chẳng có ai là không sợ ngài đâu. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu lướt trên liên nước, anh khẽ nói. Chỉ vì những người khác đều sợ tôi nên cô cũng sợ, vậy, những người phụ nữ khác đều muốn lấy tôi, sao cô không muốn? Câu hỏi này khiến Ninh Tịch sợ đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Ban sáng cô còn tưởng mình đã tránh được một kiếp, cô đúng là ngây thơ quá mà. Vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây? Ninh Tịch trung rẩy giơ tay lên, trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một câu không? Lục Đình kêu gật đầu, được. Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ là vì Tiểu Bảo rất ỷ lại vào tôi à? Tôi nghĩ đây chỉ là tạm thời, đợi tâm trạng thằng bé ổn định lại rồi sẽ ổn cả thôi, mà kể cả bé cứ luôn như vậy, ngài cũng không cần, không cần phải tự uất ức chính mình vậy đâu. Linh tịch khuyên nhủ tận tình, như đang khuyên một thiếu nữ sa ngã. Lục Đình kêu buông cốc nước trong tay xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Cô Ninh, tôi tưởng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, nếu cô vẫn không hiểu tôi không ngại nói lại lần nữa đâu vì cô đã cứu tiểu bảo nên tôi quyết định lấy thân đền đáp chính là vì vì cái lý do này điên rồ quá nên tôi mới không thể chấp nhận được đấy ninh tịch gào thét ở trong lòng ninh tịch cảm thấy không thể nói rõ vấn đề này với đối phương được liền tỏ ra ân hận nói ngài lục tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài kỳ thật tôi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn thế nên lục đình kiêu nhíu mày thế nên cô chỉ muốn ngủ với tôi chứ không muốn gả cho tôi chính là vậy đấy a à, lộn không phải không phải không phải không phải là tôi có ý đó ninh tịch muốn quỳ xuống chân lục đình kiêu luôn rồi nói năng đừng có đáng sợ như thế được không hả tiếc thật tôi chỉ có thể chấp nhận quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân thôi ai mà tin được chứ ninh tịch nghe vậy nhịn không được lại làm bầm chẳng phải anh cũng chưa kết hôn mà đã có con rồi đấy sao lục đình kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ trông có vẻ thất thần tiểu bảo là chuyện ngoài ý muốn tôi cũng không biết mẹ thằng bé là ai nữa sau nghe câu này cứ khốn khốn thế nào ấy nhỉ cô bận tâm vì tôi có một đứa con sao lục đình kiêu đột nhiên hỏi sao có thể như thế được như lục đình kiêu nói tất cả phụ nữ trong thành phố này nghĩ mòn ốc cũng muốn làm mẹ kế của tiểu bảo ấy chứ làm gì đến lượt cô bận tâm cơ chứ vậy thì tại sao có vẻ như tối nay mà lục đình kiêu không làm rõ vấn đề này thì sẽ không tha cho cô ninh tịch bất lực đỡ trắng cô hít sâu một hơi nói ngài lục hôn nhân không phải là trò đùa dù cho là để báo đáp hay nguyên nhân khác cũng vậy chúng ta chỉ vừa mới quen nhau ngài có hiểu gì về con người tôi không có biết quá khứ của tôi thế nào không người tôi muốn lấy là cô của hiện tại quá khứ của cô không liên quan tới tôi không hổ là câu trả lời của lục đình kiêu bá đạo ghê sắc mặt ninh tịch dần trầm xuống nhưng đối với tôi mà nói quá khứ của tôi cũng là một phần của tôi tôi không thể vứt bỏ quá khứ rồi lấy ngài được ngài lục có câu đạo bất đồng bất tương viên mưu tôi thật sự khuyên anh nên dẹp cách nghỉ hoang đường đó đi không cùng chí hướng quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận được sau đó cả hai người đều rơi vào trầm mặc khi ninh tịch cảm thấy đối phương vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận sắp nổi trận lôi đình với cô lục đình kêu lại bình tĩnh nói tôi biết rồi thần kinh căng như dây đàn của ninh tịch cuối cùng cũng có thể được thả lỏng vậy tôi ngủ đây chút ngủ ngon ngủ ngon Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, ánh mắt vẫn nóng bỏng như dòng nham thạch dưới lòng biển. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều chương 16, quả nhiên là con trai anh. Sáng hôm sau, Ninh Tịch bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông trong phòng khách đánh thức. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lục Đình kêu bỏ điện thoại xuống, dịu dàng nói, làm cô tỉnh à. Ninh Tịch nhìn người đàn ông trước mắt, con ngươi trợn ngược lên như cái chuông đồng. Lục Đình Kiêu vẫn chưa mặc áo vào, vừa đẩy cửa vào đã thấy toàn thịt là thịt, lực đã kích quá lớn. Cô đưa tay sờ sờ mũi, còn may không bị nhỏ giọt nào. Lục Đình Kiêu như thể không thấy vẻ mặt bất thường của cô, anh thẳng nhiên lấy áo sơ mi trên ghế sofa lên mặt vào, vừa cài cúc vừa nói, công ty có chuyện gấp, tôi phải đi rồi, phiền cô gọi Tiểu Bảo dạy giúp tôi. À, được, Linh Tịch gật đầu, cô vội chạy đi gọi Tiểu Bảo. Kết quả chẳng cần cô phải gọi, vừa ngoảnh lại cô đã thấy một chú Pika chu đáng yêu không tả nổi đang đứng trước cửa phòng ngủ, cậu bé nhìn chầm chầm ba lục của mình không chớp mắt, trông có vẻ không vui. Tiểu Bảo, thay quần áo đi lục đình kêu mặc áo khoác vào sau đó ra lệnh cho con trai trầm một tiếng cửa phòng ngủ đóng lại lục đình kêu đinh tịch nạnh đùng ghê lục đình kêu đi tới vặn cửa nhưng cửa đã bị khóa ở trong anh liền nhìn đinh tịch có chìa khóa không đinh tịch lúng túng lắc đầu thật ra thì có nhưng chìa khóa cũng ở trong phòng mất rồi lục đình kêu nhéo nhéo mi tâm giọng điệu lạnh lùng lục kình vũ ba cho con 3 phút, nếu con còn không chịu ra thì sau này đừng nghĩ tới chuyện tới đây nữa. 3 phút trôi qua, bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Lục kình vũ, đi ra, nếu để ba phải vào lôi con ra, ba sẽ không nói chuyện tử tế với con nữa đâu. Vẫn không có động tĩnh gì, có chiếc bánh bao nhỏ nào đó không hề nể mặt bánh bao lớn nhà mình nữa rồi. Ninh tịch đứng bên cạnh muốn cười lại không dám cười, lát nữa tôi mới phải đi làm, nếu không cứ để tiểu bảo chơi ở đây thêm một lúc nữa cũng không sao đâu. Sắc mặt Lục Đình Kiêu rất khó coi, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Ninh Tịch lén liếc qua, phát hiện ra anh đang gọi cho bác sĩ tâm lý, cô nhất thời chết lặng, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý sao, có phải làm hơi lớn chuyện rồi không? Ninh Tịch ho hẹ một tiếng, đề nghị, hay để tôi thử xem. Lục Đình Kiêu chần chừ một hồi rồi gật đầu. Ninh Tịch đứng dán vào cửa, cô cố gắng dịu dàng nói, "Tiểu Bảo, lát nữa cô còn phải đi làm, không thể chăm sóc con được." Hay con về nhà với ba trước, được không? Bên trong vẫn không có phản ứng gì. Thế này đi, chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau để lúc nào cũng có thể liên lạc được đi, còn có thể video cùng nữa. Bên trong trường ra tiếng bước chân trù trừ. Cô sắp bị muộn mất rồi, muộn là sếp sẽ bắn cô mất. Sếp cô dữ lắm, cô thật đáng thương quá mà hu 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 hu. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Đôi mắt đã hiện lên vẻ sẵn sàng chiến đấu lâu dài của Lục Đình Kiêu thoáng lướt qua một tia kinh ngạc sau đó anh lại nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt phức tạp không ngờ cô nói có ba câu liền có thể dỗ tiểu bảo ngoan ngoãn ra ngoài nếu biết có lần tiểu bảo cũng tự nhốt mình trên sân thượng như vậy cả nhà bọn họ và người giúp việc bác sĩ tâm lý thậm chí cuối cùng phải mời cả chuyên gia đàm phán tới nói gãy lưỡi cả buổi trưa cũng không tác dụng gì cuối cùng đành phải phá cửa sau đó cả tháng trời bạn nhỏ kia không thèm để ý tới họ nữa thì cô sẽ nghĩ gì nhỉ tất nhiên ninh tịch không biết những chuyện này cô chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất ngoan, bánh bao nhỏ không đỡ để cô bị ăn bắn. Cô bế cậu nhóc lên khen, tiểu bảo ngoan thật đấy, cảm ơn cục cưng nhé. Bánh bao nhỏ được khen nên tâm tình cũng tốt hơn một chút, cậu nhóc lẳng lặng đưa cho cô một mảnh giấy, trên giấy có viết một dãy số. Linh tịch cầm mảnh giấy, ý đây là sóng điện thoại của con à, được rồi để cô lưu lại, khi nào cô hết bận nhất định sẽ gọi cho con nhé. Lục đình kêu thấy kỳ lạ, tiểu bảo không có điện thoại thì lấy đâu ra số mượn ưu thế cao lớn của mình, anh liếc nhìn một cái thì phát hiện lại số điện thoại của anh. Được lắm quả nhiên là con trai ruột. Chương 17, dục cưới, công ty giải trí tinh huy. Trong phòng làm việc, thường lị thở hổn hển, linh tịch được phân vai nữ thứ. Nữ thứ, linh tuyết lạc nghe vậy thì chân mày nhăn lại, không phải lúc đó cô ta đang đóng vai quần chúng sao ở phim trường nào đó sao, làm sao lại có thời gian đi thử vai nữ thứ. Tôi cũng thấy lạ đâu, hỏi ra mới biết, hôm qua lúc thử vai nữ chính giám khảo vừa mới kết thúc chuẩn bị đi thì đột nhiên thấy ninh tịch. Họ cảm thấy cô ta vô cùng thích hợp vai nữ thứ nên chọn cô ta luôn. Khó trách cô lại đề phòng cô ta như vậy, ninh tịch này đúng là quá gian xảo. Buổi thử vai cũng kết thúc rồi mà còn lắc lư trước mặt giám khảo, cũng không biết là cô ta muốn dụ dỗ ai. Còn có mấy lời thường lị không dám nói. Nhan sắc của ninh tịch quả thật là vũ khí sát thương hạng nặng, những giám khảo kia liếc mắt liền nhìn trúng cô ta cũng không lạ nhớ lúc cô ký hợp đồng với ninh tịch vốn cũng có lòng chú trọng bồi dưỡng ai biết được giữa đường lại nhảy ra một ninh tuyết lạc một người mới không quyền không thế với một nghệ sĩ đang ăn khách có gia thế lớn có là người ngu cũng biết nên chọn như nào cái giới giải trí này không phải cứ đẹp là được sắc mặt ninh tuyết lạc u ám mặc dù không phải nữ chính nhưng bộ phim này là bộ phim được đầu tư quy mô lớn lời này cho thấy rõ cô ta không hy vọng ninh tịch nhận được vai này thường lị có chút khó xử lần này sợ rằng có chút phiền toài dù sao công ty cũng đầu tư vào dự án này không ít tiền ông chủ rất cao hứng khi biết được nữ chính và nữ thứ đều là nghệ sĩ của công ty nếu trong công ty có người thay thế được ninh tịch thì tốt đáng tiếc lần thử vai trước đã trượt hết cho nên thật sự không có lý do nào để đổi vai của ninh tịch ninh tuyết lạc không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên bình tĩnh lại cô ta vuốt vuốt cái móng tay tinh xảo của mình rồi bật cười một tiếng được rồi nếu cô ta muốn diễn hồ ly tinh thì để cô ta diễn hừ yêu nữ hại nước quả thật rất hợp với cô ta. Ninh Tịch nhận được điện thoại của Thường Lệ, cô ta thông báo cô đã được nhận vào vai nữ thứ của phim Thiên Hạ, yêu cầu cô phải chuẩn bị thật tốt. Nội dung của Thiên Hạ là nữ chính thông minh gan dạ, hiểu sâu biết trọng trợ giúp nam chính lên ngôi vua, còn nữ thứ là yêu nữ hại nước hại dân, âm hiểm xảo trá bị người phỉ nhổ, đến cuối cùng thì bị nữ chính ép nhảy vực, thật hả hay lòng người. Loại nhân vật như vậy thảo nào Ninh Tuyết Lạc lại hào phóng không ra tay phá hoại. Mặc dù nhận được vai nữ thứ trong thiên hạ nhưng công việc trên tay vẫn phải làm xong. Nhân vật cô phải diễn hôm nay là một tiểu tam, còn dư lại 5 phút diễn cuối cùng. Đại khái là đứng dưới ánh mặt trời để người ta hung hăng đánh 5 phút. Trên thực tế để có 5 phút cảnh quay thì lại phải tốn đến hơn 2 tiếng ngoài đời. Bởi vì diễn viên quần chúng không có kinh nghiệm, động tác với biểu cảm không thống nhất cho nên cô đành phải bị đánh lặp đi lặp lại. Về đến nhà, Ninh Tịch tiện tay mở tivi, kiệt sức mà nằm vật ra trên ghế sofa nằm một hồi, cô cứ có cảm giác dường như giả quên chuyện gì. Lúc này trong tivi đang chiếu thời sự, trên màn hình bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Khuôn mặt đẹp trai và một thân khí chất cao ngạo như cách 8.000 thước so với mực nước biển. Đây không phải ba của bánh bao nhỏ thì là ai? Lục Đình Kiêu dường như đang ở một buổi lễ ký kết hợp đồng, đang bắt bắt tay với mấy người nước ngoài. Người dẫn chương trình kích động nói về chuyện tập đoàn Lục thì hợp tác với nhãn hiệu JR của Italia tiến quân vào thị trường châu Âu lần này có thể coi là một lần trở mình lớn của lục thị. Xem một lúc ninh tịch mới nhớ ra, cô quên gọi điện cho tiểu bảo rồi. Khu căn hộ cao cấp Platinum Palace Dinh Di, Bạch Kim Đế cùng Cha mẹ của Lục Đình Kiêu từ nước ngoài trở về một nhà năm người cùng ăn cơm. Lục Thị đàm phán được hợp đồng lớn khiến Lục Lão Gia vô cùng vui vẻ, rất tán thưởng Lục Đình Kiêu, ngay cả Lục Cảnh Lễ ngồi một bên cũng được khen một trận. Chẳng qua đó là tiền đề cho trọng điểm phía sau công việc quan trọng nhưng cháu trai bảo bối của ông còn quan trọng hơn lục lão gia đình kiêu công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ mặt tiểu bảo được khoảng thời gian này ký hợp đồng xong rồi thì nhớ tìm chút thời gian ở bên tiểu bảo lục lão phu nhân nếu con không có thời gian thì tìm người giúp con chăm sóc nó tiểu bảo cũng lớn rồi con cũng nên suy tính chuyện của con đi lục lão gia mẹ con nói có lý lục cảnh lễ âm thầm nháy mắt với anh trai nhìn nè ba mẹ lại bắt đầu hát song ca Lục Đình Kiêu vừa đầu ăn cơm, không nói một lời. Lục Tiểu Bảo ôm di động, không nhúc nhích. Chương 18 con dâu trong tầm mắt. Lục Lão phu nhân thấy hai cái cọc gỗ một lớn một nhỏ thật là đến tâm cũng đau. Đình Kiêu, con có nghe mẹ nói chuyện không vậy? Còn Tiểu Bảo sao vậy? Một miếng cơm cũng không ăn, cứ ôm di động như bảo bối. Lục Cảnh Lễ nhai sườn chua ngọt, nhòm nhòm nói, Tiểu Bảo đang đợi điện thoại của cô xinh đẹp đấy. Lục Lão phu nhân không hiểu, cô xinh đẹp. Lục Cảnh Lễ xua xua tay, Ây, ba mẹ, hai người đừng quan tâm vớ vẩn nữa, anh con có người mình thích rồi. Lục lão phu nhân không tin, con nói thật chứ, đừng có lừa ba mẹ. Lúc này lục lão gia vẻ mặt nghiêm trọng đặt đũa xuống, dò xét nhìn về phía lục cảnh lễ. Con lừa hai người làm cái gì, chuyện này thật đấy, không tin thì hai người đi mà hỏi anh hai. Lục cảnh lễ nhìn về phía anh trai. Đình kiêu, cảnh lễ nói thật chứ, lục lão gia trầm giọng hỏi. Đình kiêu con nói chuyện đi xem nào lục lão phu nhân thúc giục lục đình kêu vâng lục lão phu nhân nóng ruột muốn chết rồi kết quả chờ nửa ngày chỉ nghe được một tiếng vâng nhất thời tức lộn ruột thằng nhóc chết tiệt này con không thể nói thêm một chữ à sao nói chuyện với con lại mệt như thế chứ hả lục đình kêu đúng thế lục lão gia lão phu nhân lục lão phu nhân vẫn không yên tâm vẻ mặt trần chưa hỏi đình kêu à người con thích là nam hay nữ lục đình kêu đen mặt cơ hồ là nghiến răng nói là nữ. Lục Cảnh Lễ cười đến sắp ngã khỏi ghế, đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó nha, Tiểu Bảo cũng rất thích cô ấy, nó đang chờ điện thoại của cô ấy đấy. Lục lão phu nhân nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ, Đình Kiêu đối phương là tiểu thư nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm gì, nhà có những ai, sao con không nói cho ba mẹ một tiếng. Lục Cảnh Lễ vội vàng ngắt lời, mẹ bình tĩnh một chút chuyện còn chưa ra đâu với đâu, bọn con không nói chính vì sợ mẹ nhúng tay vào rồi mọi chuyện lại hỏng bét. dở đâu ba mẹ phát hiện ra thân phận của Ninh Tịch, biết thanh danh Ninh Tịch không tốt lại còn là người của giới giải trí thì đừng mong có tiến triển gì tốt đẹp. Lúc này lục lão gia cũng lên tiếng, đình kiêu có người thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẩn. Cái gì mà quan tâm vớ vẩn, chẳng lẽ ông không lo chắc? Là ai ban ngày thì thở dài, đến nửa đêm lại ra ban công hút thuốc hả? Lục lão phu nhân không chút lưu tình bóc phốt chồng, nhưng mà lời nói của Lục lão gia cũng khiến bà an tâm rất nhiều, ánh mắt Đình Kiêu cao như thế, cô gái đó thích chắc chắn sẽ không kém, khó có được nhất là tiểu bảo cũng thích. Vừa dứt lời, di động trong lòng tiểu bảo đột nhiên vang lên, rất ít người biết được số máy cá nhân của Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ tiến tới nhìn một cái, quả nhiên trên màn hình là số của Ninh Tịch. Có phải cô gái kia gọi tới không? Lão phu nhân kích động hỏi, làm như lập tức gặp được con dâu không bằng Lục Cảnh Lễ gật đầu liên tục, sau đó giúp Tiểu Bảo nhận cuộc gọi. Tiểu Bảo sử dụng di động không thành thạo lắm, trước đây Lục Đình Kiêu có mua di động cho nhưng Tiểu Bảo không thích, không biết đã ném đi đằng nào rồi. Nhất thời sự chú ý của cả bàn cơm đều đặt trên chiếc di động trong tay Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ da mặt dày nhất, trực tiếp tiến sát lên Quang Minh chính đại nghe lén. Chương 19, hai ông bà sợ ngay người, Ninh Tịch sống suýt nửa ngày xem có nên gọi hay không, cuối cùng vẫn bấm gọi bởi vì chuyện năm năm trước nên cô cũng không quá thích trẻ con thậm chí có chút bài xích không muốn đến gần tiếp xúc với trẻ con sẽ khiến cô nhớ lại một số chuyện không vui nhớ đến đứa bé đã mất của mình đứa nhỏ kia từng là điều cô trông chờ nhất thế gian này nhưng chính nó cũng đại diện cho quá khứ bẩn thỉu của cô không biết tại sao nhưng cô lại không hề thấy khó chịu với bánh bao nhỏ trái lại còn khiến cô yêu thích thậm chí không nhịn được muốn tới gần thật kỳ quái alo alo đầu bên kia đã nối máy nhưng lại không có tiếng gì ninh tịch biết chắc chắn là tiểu bảo nhận máy nên cười khẽ một tiếng là tiểu bảo đúng không thật xin lỗi bây giờ cô mới nhớ gọi điện cho con tiểu bảo không biết nói chuyện không có cách nào trả lời cô ninh tịch không thể làm gì khác hơn là lầm bà lầm bầm một mình bảo bối con ăn tối chưa con gầy quá nhất định phải ăn nhiều một chút nhớ chưa trẻ con không được kén ăn như thế mới mau lớn mập mạp một tiếng mới đáng yêu nạ mặc dù bây giờ con cũng quá đáng yêu rồi. À đúng rồi, vừa nãy cô thấy bà con trên TV, bà con vừa đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, thật lợi hại, giúp cô gửi lời chúc mừng tới bà con nha. Mười phút sau, Tiểu Bảo để di động xuống, lấy trò quyển vở viết từ lâu rồi không dùng. Cầm bút viết xoẹt xoẹt một mạch, công ra tu la ti on, chúc mừng. Tiểu Bảo mặc dù không biết nói chuyện, nhưng bất kể là tiếng Trung hay tiếng Anh đều rất thành thạo chỉ có điều bé thấy viết chữ Hán rất phiền nên đa phần đều viết tiếng Anh. Nhưng mà đã rất lâu rồi Tiểu Bảo không viết, bởi vì bé không muốn biểu đạt bất cứ cái gì. Hai ông bà nhà họ Lục thấy thế thì cực kỳ kinh ngạc. Lục cảnh lễ bởi vì từng được chứng kiến qua nên cũng coi như bình tĩnh. Lục đình kêu loáng thoáng nghe được Ninh Tịch nói trong điện thoại, lại nhìn chữ trên vở, khuôn mặt băng sơn lộ ra một nụ cười miễn hiếm có, xoa đầu con trai nói, cảm ơn. Tiểu bảo viết xong thì không nói hai lời bắt đầu cầm đũa, dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc ăn cơm thậm chí còn ăn cả cà rốt mà nhóc ghét nhất lúc này hai ông bà lại giải ra tiếp lúc nãy hình như thằng con cả vừa mới cười cháu nội ngoan của ông bà chủ động viết chữ chủ động ăn cơm còn ăn cả cà rốt lục lão phu nhân rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần vội vàng hỏi cảnh lễ rốt cuộc cô gái kia nói gì với tiểu bảo lục lão gia cũng hóng hớt lục cảnh lễ được ba mẹ vây quanh thì chậm rãi nói cũng không nói gì, chỉ bảo tiểu bảo ăn nhiều chút đừng kén ăn, với nhờ tiểu bảo chuyển lời chúc mừng cho anh hai. Lục lão phu nhân tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, chỉ có thế. Lục cảnh lễ nhún vai, còn muốn thấy nào? Sắc mặt lục lão gia vui vẻ dị thường, yên tâm nói. Cô gái này chỉ dùng một cú điện thoại mà hiệu quả còn lớn hơn bác sĩ tâm lý điều trị một năm. Còn không phải à, lục lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, cô gái này không tệ, đình kiêu nhất định phải lấy về đấy. Lục đình kiêu, vâng lục lão phu nhân ghét bỏ nhìn con trai lớn một cái, quay sang nói với con trai thứ, thằng út, anh con là một cái cọc cổ, không biết theo đuổi con gái, con nhất định phải giúp anh con biết không? Bây giờ thì biết con hữu dụng hả? Lục cảnh lễ đắc ý nói, yên tâm đi, con nhất định dùng tuyệt học cả đời giúp anh hai, nhưng mà chúng ta phải lập thỏa thuận, hai hai không được phép nhúng tay, phải biết rằng trưởng bối nhúng tay vào giai đoạn này là dễ hư hết lắm. Hai người liên tục đáp ứng, biết biết, ba mẹ nhất định không nhúng tay chương 20 bạn trai cũ trải rộng giới giải trí. Sau khi ăn xong, hai ông bà vừa đi thì lục cảnh lễ lập tức phải đuôi tới tìm anh trai tranh công. Anh, vừa nãy em làm tốt không, tốt không, tốt không, tốt không, mau khen thưởng em đi. Cái đuôi vẫy được một nửa liền vèo một cái, có vật nhỏ nhỏ gì đó bay từ bàn tay anh trai anh ném tới. Lục cảnh lễ vung tay bắt được, cái gì vậy? Nhìn kỹ thì hai mắt liền phát sáng, là một cái chìa khóa xe. Đây chính là cái xe anh mơ ước từ lâu lắm rồi là bản kỷ niệm 100 năm của hãng xe thể theo Bugatti, cả thế giới chỉ có một chiếc. Ngao, bảo bối nhỏ đáng yêu của em, lục cảnh lễ cầm chìa khóa xe hôn điên cuồng, anh, em yêu anh. Lúc trước có năn nỉ kiểu gì anh hai cũng không cho, không ngờ lần tùy tiện tay nói giúp mấy câu trước mặt ba mẹ thì anh hai đã ném thẳng CMN vào mặt cho rồi. Xem ra địa vị của ninh tịch trong lòng anh hai còn cao hơn những gì anh tưởng tượng nha. Lục cảnh lễ càng nghĩ càng lo chuyện đó anh xác định là ninh tịch sao, không phải vui đùa một chút mà là kết hôn thật sao. Kết hôn, giọng Lục Đình Kiêu biểu thị tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì thở dài, lấy cái nhìn từ vị trí người từng trải chân thành nói. Vậy em phải nhắc anh chuẩn bị sẵn tinh thần, theo đuổi phụ nữ với chơi game không khác nhau lắm, cũng phân chia theo cấp độ, dễ, trung bình, khó và các địa ngục, mà ninh tịch tuyệt đối là cấp, địa, ngục là phụ nữ chắc chắn có nhược điểm nhưng ninh tịch thì sao, dùng tiền. Từ lúc trưởng thành đến giờ cô ấy lăn lộn thảm đến vậy nhưng nhất định không chấp nhận bị người ta bao nuôi hay dùng quy tắc ngầm, dùng tình cảm. Tự anh nhìn xem lúc ninh tịch ở nước ngoài đã đá biết bao nhiêu gã đàn ông, bạn trai cũ trải trọng khắp giới giải trí, đã thế toàn là người có tiếng nữa. Lúc nhìn cái danh sách kia em cũng phục sát CMN đất, xưa nay em chưa từng phục ai như thế đâu. Dùng con cái, sinh con lập gia đình thì anh nghĩ cũng đừng có nghĩ cô ấy một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, căn bản là chưa có ý định sinh con, coi như tiểu gia em đây đích thân ra tay thì tám phần là game. Over, timer như anh nhất định là loại từ vòng gửi xe. Lục Đình kêu lạnh lùng nhìn em trai, 10 phần. Lục Cảnh Lễ méo miệng một cái, được được được, 10 phần là game. Over, không cần nói mấy chuyện này ok. Tóm lại kết luận sau cùng của em là em dám đánh cược ninh tịch cũng giống như em này, theo chủ nghĩa không lập gia đình không sinh con loại người như vậy đối với tình cảm chỉ như chơi đùa thôi tự do mới là triết lý cuộc sống nếu anh muốn chơi một chút thì chả sao muốn kết hôn thôi đừng nghĩ nữa đó là bởi vì em chưa gặp được người khiến em muốn kết hôn cùng nhau chung sống tạo ra những sinh mạng mới ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng khuôn mặt luôn lạnh lùng của lục đình kiêu vào lúc này lại có chút dịu dàng lục cảnh lễ đứng một bên đếm xem câu vừa rồi anh trai nói có bao nhiêu chữ một bên không tưởng tượng nổi nói ôi 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 Quả nhiên người yêu vào thì sẽ khác, kiểu người dốt nát với chuyện tình cảm như anh mà cũng dạy bảo em cơ đấy, bất quá anh nói cũng có lý, nhưng thế thì sao, có cần em trai yêu dấu của anh giúp anh một tay không? Lục Đình kêu trả lời ba chữ, không cần. Lục Cảnh Lễ vội vàng, sao lại không cần? Tán gái với đàm phán hợp đồng làm ăn giống nhau chắc, anh nghĩ cho kỹ đi, thật sự không cần một người thông minh cơ trí lại lại chuyên gia tán gái như em chỉ dạy sao? Lục Cảnh Lễ đang ra sức tân bốc chính mình cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra hai người đồng thời quay lại thấy tiểu bảo mặc quần áo ngủ đứng ở cửa trong mắt lục đình kiêu thoáng hiện vẻ kinh ngạc ý tiểu bảo lục cảnh lễ cũng kinh ngạc sau lúc này tiểu bảo không ở trong phòng ngủ mà lại xuất hiện ở đây bạn đang nghe truyện từ happy audio và từ tận đáy lòng tụi mình rất biết ơn bạn về điều này nếu bạn không phiền thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 21, Tiểu Bảo đại náo thiên cung, phải biết rằng Tiểu Bảo là một người cực kỳ thích yên tĩnh, những lúc bình thường chỉ cần ăn cơm xong là thằng bé liền một mình trốn về phòng. Tất cả người hầu trong nhà sau khi làm xong việc của mình thì đều phải quay về phòng không được gây ra bất kỳ tiếng động ồn ào nào, nếu không dù chỉ một phiền nhiễu nho nhỏ cũng sẽ khiến tâm trạng thằng bé trở nên bực bội thoát kiểm soát. Trước đây lục phu nhân chỉ vì thương đứa cháu nhỏ mà vào phòng nó thêm vài lần để đưa đồ ăn ấy thế mà thằng bé cũng tự nhốt mình vào trên gác xếp luôn. Vì thế nên dù có yêu thương đứa cháu nhỏ đến mấy cũng không dám chuyển đến sống cùng. Vậy mà giờ Tiểu Bảo lại chủ động tự bước ra khỏi phòng. Không chỉ có như thế, Tiểu Bảo còn lao thẳng về phía Lục Đình Kiêu rồi ôm chặt lấy chân anh. Lục Cảnh Lễ phục một cái bật cười ha hả, "Tiểu Bảo con đang làm gì thế, ôm đùi ba con đấy à?" Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn con trai, vừa liếc một cái đã biết thằng bé muốn gì, không chút do dự cự tuyệt, "Không được, tối hôm qua con đã đến đó rồi." Thế là ánh mắt của Tiểu Bảo chuyển về phía cái điện thoại của anh, "Bữa tối con đã gọi một lần rồi." Lục Cảnh Lễ lúc này mới hiểu, hóa ra là thằng nhóc này đang nhớ Ninh Tịch. Tiểu Bảo thấy không thể thuyết phục được ba mình liền chạy bình bịch đến trước mặt Lục Cảnh Lễ dùng lại chiêu cũ, ôm chặt lấy đùi anh ta. Lục cảnh lễ quả thật là thụ sủng giật kinh, đừng, 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 bảo bối con đừng có làm vậy với chúng mà, con biết thừa chú không chịu được con làm nũng mà. Tuy rằng bình thường tiểu bảo bảo luôn đơ đơ nhưng một khi thằng bé muốn xin xỏ ai cái gì thì ôi, cái thần thái đó, cái vẻ mặt đó đúng là đáng yêu chết đi được ấy. Lúc thằng bé ngẩng đầu nhìn người ta bằng cặp mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trời đó, quả thật khiến người ta hận không thể hái sao trời xuống cho nó người duy nhất trong nhà có thể miễn dịch với chiêu này chỉ có lục đình kiêu lục cảnh lễ bất đắc dĩ nhún vai tiểu bảo con có làm nũng với chú cũng vô dụng thôi chú không đánh lại được cha con đâu vừa mới dứt lời tiểu bảo ngay lập tức liền buông anh ta ra vô cùng quyết đoán vẻ mặt như kiểu bị người lớn trong nhà chia uyên trẻ thúy của tiểu bảo khiến lục cảnh lễ chống tay vào tường cười đau cả bụng ôi tiểu bảo thực ra con cũng không cần gấp gáp thế đâu có một câu nói rất hay như thế này này lưỡng tình nhật thị cửu trường thì, hộ khởi tại trưa trường mộ mộ, đợi sau này khi cha con lấy cô tiểu tịch của con rồi, thì ngày nào con chẳng được gặp cô ấy. Hai câu thơ trong thước kiều tiên, dịch nghĩa, nếu tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Khuyên cũng không ăn thua, cậu nhấc dậm bình bịch đẩy cửa chạy ra khỏi phòng. Lục cảnh lễ nhúng vai, làm sao bây giờ? Tối nay nó ăn cũng không ít đâu, Lục Đình kêu thẳng nhiên đáp có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn cậu nhóc sẽ không dùng được chiêu tuyệt thực lục cảnh lễ nghe anh mình nói thế cũng yên tâm và đương nhiên bọn họ đã xem thường tiểu bảo rồi nó là một đứa trẻ thì cần gì đến kế sách gì chỉ cần hai chữ ăn vạ là xong hết mới dứt lời xong ở dưới nhà đã vang lên tiếng soạn lục cảnh lễ và lục đình kêu quay sang nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy xuống nhà xem xem đang xảy ra chuyện gì chẳng qua mới chỉ có mấy phút phòng khách dưới nhà đã tan hoang cái bình hoa cổ đặt ở góc phòng khách đã nát bét, tất cả những thứ gì có thể đổ ngã được đều đổ ngã bằng sạch. Lục Kình Vũ Bình thường chỉ khi nào Lục Đình kêu giận lắm mới gọi cả họ cả tên của Tiểu Bảo ra như vậy. Quy áp kinh người tỏa ra từ anh ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng không chịu được chứ đừng nói gì đến Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bị vẻ mặt đáng sợ của cha mình dọa cho run rẩy, cậu nhóc càng kích động, vừa gào thét vừa chạy khắp phòng đập phá loạn xạ. Lục Cảnh Lễ vội vàng đuổi theo sau nhưng lại không dám đuổi sát quá, trên đất toàn là mảnh sành, không cẩn thận thằng bé mà ngã xuống một cái thì hậu quả đúng là không tưởng tượng được. Chương 22, vội vã gọi di viện, anh hai cứ thế này nữa thì không ổn đâu, hay là gọi ninh tịch qua đây một chuyến đi. Không cho phép gọi, lục đình kêu lạnh giọng quát. Lục cảnh lễ khổ sở khuyên can, anh hai, tiểu bảo vẫn là một đứa trẻ mà, nó đâu phải là cấp dưới của anh đâu, anh cũng nghiêm khắc với nó quá rồi đấy, chiều nó một tí thì có sao đâu có đứa trẻ con nào mà không ương bướng nghịch ngợm phá phách. Anh dạy con mình như thế nào, chưa đến lượt em xen vào. Lục Đình kêu mặt mày lạnh băng, có vẻ anh đã kiên quyết không thể để tiểu bảo có thói quen không đạt được mục đích liền lăn ra ăn vạ. Lục cảnh lễ bị kẹp giữa hai cha con bối rối không biết nên làm thế nào thật sự là đau đầu muốn chết đi được. Chuyện này nhở một cái mà để hai cụ bên kia biết được, cờ truy tra ngọn nguồn, rất có khả năng chuyện anh đưa tiểu bảo đến quán bar sẽ bị vỡ lỡ. Ông trời ơi! có ai đến giúp con không? Nhân lúc Lục Đình Kiêu chạy đi bắt Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ vội vã rút điện thoại ra lén lúc gọi cho Ninh Tịch. Buổi tối Ninh Tịch đang vừa đọc kịch bản vừa chát với bạn câu được câu không? Ô yêu vương, Ninh Tiểu Tịch, cái tên quy quy lỗi thời này của bà có thể đổi đi được không? Nhìn đau hết cả mắt, e di mo hi công hi công, ô yêu vương mà không đau mắt à, đúng là chó che mèo lắm lông. Ô yêu vương, khụ tháng sau tôi về, đến sân bay đón tôi e di mo công hi công không đi không rảnh ô yêu vương nhớ đến đón tôi e di công hi công đã bảo là không có thời gian mà lại ô yêu vương rốt cuộc thì có đến không nào e di công hi công đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với bạn hơn nữa còn ném cho bạn một con chó ô yêu vương đối phương nhận con chó mà bạn ném hơn nữa còn cắn cho nó một miếng e di công hi công con chó có cảm giác như sắp bị thông đến nơi ô yêu vương âu phát bà còn đen tối hơn cả tôi đấy. Còn nữa ai thông? Eji mo hi công hi công, đứa nào đen tối trước, cấm nói tiếp. Và đây còn phải đọc kịch bản. Ô yêu vương, chỉ là một vai nữ thứ mà thôi. Có cái gì hay ho chứ? Hai chúng ta dù gì cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, bà có cần phải tuyệt tình thế không? Eji mo hi công hi công, tôi có thời gian tốt đẹp với nhiều người lắm. Ông thì tính thứ mấy? Ô yêu vương, ninh tiểu tịch, bà cứ đợi đấy. Ninh tịch tắt máy tính, tập trung đọc kịch bản. Đọc được một lúc, điện thoại đột nhiên reo lên, là một dãy số lạ. Cô tưởng là điện thoại của bên đoàn làm phim nên vội vã nghe máy. "Alo, Ninh Tịch, cứu mạng." "Anh là?" "Tôi là Lục Cảnh Lễ, cô mau đến Bạch Kim Đế cung một chuyến, tiểu bảo xảy ra chuyện rồi." "Cái gì? Tiểu bảo làm sao?" Ninh Tịch căng thẳng. "Tóm lại là chuyện gấp lắm rồi, cô mau đến đây, mau đến đây đi, anh hai, anh hai, anh bình tĩnh một chút, tiểu bảo nó vẫn còn nhỏ mà." tiểu bảo, tiểu bảo cái đó không được đập. À! Lục cảnh lễ nói rất nghiêm trọng, đầu bên kia điện thoại còn vang lên tiếng đập phá, đổ vỡ, ninh tịch càng thêm căng thẳng, vội vàng vừa thay quần áo vừa nói. Tôi đến ngay lập tức. Cô không biết bản thân mình làm sao nữa, vừa nghe thấy tiểu bảo có chuyện là đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Rõ ràng chỉ mới quen có vài ngày, trong thâm tâm lại luôn luôn nhớ đến, không quên đi được. Nhà cô cách bạch kim đế cung rất xa, lái ô tô cũng mất độ khoảng 40 phút, Ninh tịch lo rằng lâu như thế sẽ xảy ra chuyện không hay, liền dắt chiếc mô tô của cô từ trong gara ra ngoài, phóng như vũ bảo đến đó. Quãng đường hơn 40 phút bị cô rút ngắn còn hơn chục phút. Chắc lục cảnh lễ đã báo trước với bảo vệ, Ninh Tịch chỉ cần nói tên bảo vệ liền để cô vào trong. Đến trước căn nhà số 8 đã có nữ hầu đứng đợi sẵn ngoài cửa. Chương 23 giận quá khiêu khích đại boss. Để tiện lái xe, cô mặc một bộ quần áo bó sát bằng da màu đen. Sau khi tới nơi, cô liền tháo mũ bảo hiểm trên đầu xuống mái tóc đen dài đổ xuống vai, đẹp đến mức người ta liếu lưỡi. Nhìn thấy cô xuất hiện lục cảnh lễ suýt thì không kìm được mà huyết sáo tán thưởng. Lục kình vũ, con tưởng là ba không dám đụng vào con thật đấy à. Trong một góc của phòng khách, lục đình kêu túm chặt lấy cậu con trai đã hết đường chạy. Thằng nhóc đang dễ dụa trong lòng anh như một con thú non đang giận dữ điên cuồng xòe vuốt cào cấu. Không được làm thế, Linh Tịch nhìn thấy cảnh này vội vã lao đến, dặn lấy tiểu bảo về phía cô. Tiểu bảo ngần đầu lên nhìn người vừa mới đến ngay người ra trong giây lát, sau đó hai mắt đỏ bừng lên, chưa tọt vào lòng ninh tịch, dính chặt lấy cô không chịu buông ra. Nhìn thấy bánh bao nhỏ hôm qua vẫn còn đáng yêu mềm mại vào phút này trên mặt tràn đầy sợ hãi, cả người run rẩy, ninh tịch đau lòng muốn chết. Cân tức trỗi dậy, giờ thì cô cũng chẳng thèm quan tâm người trước mặt mình là đại boss đáng sợ nữa. Nói liền một chập, ngài lục, tôi biết tôi là một người ngoài không có lập trường để nói cái gì cả, nhưng tôi vẫn phải nói với ngài một câu. Cách thức giáo dục con của ngài có vấn đề, trẻ con luôn cần sự quan tâm ấm áp nhất huống chi tình trạng của tiểu bảo lại đặc biệt như vậy, không chịu được kích thích, lại không có mẹ ở bên cạnh, ngài nên nhẫn nại một chút, bao dung một chút mới đúng chứ, tại sao lại có thể hung ác với thằng bé như vậy, ngài không nhìn thấy thằng bé sợ đến mức nào ư, thế mà ngài còn muốn đánh nó. Lục Đình Kiêu, là lỗi của tôi. Lục Cảnh Lễ. Ha ha, nghe thấy ông anh nhà mình dứt khoát nhận sai như thế, lục cảnh lễ chỉ còn biết cười ha hả lúc em bảo với anh cách dạy con của anh có vấn đề thì anh quay sang chửi luôn người ta vừa mới mở miệng thì sao anh lại ngoan như cái gì ấy sau khi ninh tịch đến tiểu bảo như thể một con cún còn tìm được chủ của mình gọi một cái là ngoan ngoãn nghe lời so với cái dáng vẻ sư tử công phát cuồng lúc nãy cứ như là hai người ngoan ngoãn để ninh tịch chắc về phòng trên sofa ninh tịch nhẹ nhàng vuốt về cái đầu nho nhỏ của tiểu bảo trấn an rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sáng hôm nay vẫn còn tốt lắm cơ mà. Lục cảnh lễ thở dài nói, còn có thể là chuyện gì nữa, tiểu bảo nói nhớ cô, muốn gặp cô, anh tôi không cho, muốn gọi điện thoại cho cô, anh tôi cũng không cho, sợ nó quấy rầy cô. Thế là thằng bé bắt đầu lăn ra ăn vạ, chạy loạn khắp nơi, đập tan hoang cả cái phòng khách. Anh tôi không muốn dung túng khiến thằng bé có thói quen xấu rồi thì, như những gì cô vừa thấy đấy. Chỉ là vì không cho nó gặp tôi với gọi điện cho tôi, nên Tịch cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tuy rằng Lục Đình Kiêu đã từng nói là Tiểu Bảo rất ỷ lại cô, nhưng sự ảnh hưởng của cô có lớn đến thế ư. Thấy cô cho là gì, cô cũng coi thường sức ảnh hưởng của bản thân mình quá rồi. Lục Cảnh Lễ thấy cô không hiểu, liền liến thống kể một lô một lốc các kiểu. Có còn nhớ cái hôm ở trong cái nhà kho đó không? Lúc cô hôn về bất tỉnh, Tiểu Bảo không cho phép ai động vào cô. Cuối cùng anh hai tôi phải đích thân ông cô đi bệnh viên đấy. Ninh tịch vô thức liếc về phía Lục Đình Kiêu một cái, hóa. Lục Đình kêu thế mà tự mình ôm cô đến bệnh viện. Còn cả lúc ở bên viện nữa, Tiểu Bảo tỉnh lại không thấy cô đâu cứ nghĩ rằng cô đã chết rồi, ngay lúc đó liền mất kiểm soát không khống chế được, suốt nữa thì nhảy lầu, anh tôi đưa tờ giấy cô viết cho nó xem nó mới bình tĩnh lại. Tối hôm qua Tiểu Bảo vì muốn gặp cô mà tuyệt thật uy hiếp anh tôi, còn tối ngày hôm nay, vì một cuộc điện thoại của cô mà thằng bé ăn no quá, cái sách tuyệt thật không dùng được nữa cho nên mới có cái cảnh vừa nãy. Hả, ăn no quá à? Quả thật tối nay cô có bảo thằng bé ăn nhiều một tí. Thế mà thành lỗi của cô luôn rồi à. Chương 24, Hồ Lô A, à, Hồ Lô A, à. lượng tin tức mà lục cảnh lễ vừa mới tiết lộ quả thật là quá nhiều, ninh tịch mất nửa ngày mới hiểu hết được. Cô nhìn bánh bao nhỏ đang dính chặt lấy mình, tiểu bảo. Con vì muốn gờ á cô nên mới đập phá lung tung như thế này sao? Tiểu bảo gật đầu. Ninh tịch nhíu mày, con có biết làm thế lại sai không? Tiểu bảo lắc đầu, Giờ Ninh Tịch mới hiểu tại sao Lục Đình kêu lại nghiêm khắc đến như thế. Đứa trẻ này bị người lớn trong nhà luôn chiều quá mức rồi, nó cảm thấy tất cả mọi chuyện đều phải đúng theo ý nó. Đấy là chuyện đương nhiên. Ánh mắt của Ninh Tịch dần trở nên nghiêm túc. Thế bây giờ cô nói cho con biết nhé. Con làm thế là sai rồi. Chỉ có những đứa trẻ hư mới làm như vậy. Sau này không được làm thế nữa biết chưa? Tiểu Bảo gật đầu. Vẻ mặt của Lục Đình kêu lúc này hơi khó để miêu tả. Tính tiểu bảo tuy ương ngạnh nhưng chỉ cần là chuyện thằng bé đã gật đầu đồng ý thì nhất định nó sẽ làm được, bởi vì cái thói quen sống này mà chỉ cần hơi không vừa ý một chút là tiểu bảo lại tuyệt thực, tự nhốt mình ở trong phòng thậm chí là đập phá lung tung, tiểu bảo không nghe vào thì bác sĩ tâm lý không có cách nào khuyên bảo được. Còn về phần cưỡng ép bắt nó sửa lại, hai cụ trong nhà lại không nỡ, lần nào cũng chỉ làm đến một nửa rồi lại sót cháu, nó muốn cái gì cũng cho nó hết. Sự ảnh hưởng của Ninh Tịch đối với Tiểu Bảo dường như còn nặng hơn những gì anh tưởng tượng. Đối với chuyện này, anh đương nhiên là rất vui vẻ. Ninh Tịch chỉ cho cậu nhóc đâu là đúng đâu là sai, rồi sau đó liền dịu dàng dỗ nó đi ngủ. Ừm, um, hôm nay cô hát bài khác cho con có được không? Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Khủ khủ, để cô nghĩ xem nên hát bài gì nào. Có rồi, hồ lô oa, à, hồ lô oa, à, trên một dây leo nở bảy đóa hoa, bảo táp mưa xa cũng không sợ. La 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 la. Lục Cảnh Lễ đứng dựa vào khung cửa tí nữa thì ngã dập mặt, với trí thông minh của tiểu bảo nhà mình sao lại có thể thích cái loại nhạc thiếu nhi ấu trĩ thế này chứ? Kết quả, anh càng nghe càng thấy hay, mà càng kinh ngạc hơn là, ông anh ruột của anh cũng thích nghe. Cuối cùng cũng dỗ được cậu nhóc đi ngủ, ninh tịch vương vai duỗi người, tôi sắp hát hết sạch những bài hát tôi biết rồi. Lục Cảnh Lễ dở khóc dở cười, cô sao cứ phải hát nhạc thiếu nhi làm gì, hát cái khác cũng được mà, mấy cái bài này khiến tôi sợn hết cả da gà. Ninh Tịch lấy dây cột tóc trên cổ tay buộc hết tóc lên, khẽ nhướng đôi mắt phượng. Cái khác ấy hả? Ngoài nhạc thiếu nhi ra, những bài mà tôi biết đều không dành cho trẻ con. Vừa mới nói dứt lời, thoáng cái trong đầu Lục Đình Kiêu đã hiện lên hình ảnh đôi tay mềm mại của cô đang. Lục Cảnh Lễ nghe thế liền phấn khích, ha 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 ha, có thật không? Bài gì thế? Hát tôi nghe xem nào. Lục Đình Kiêu liếc cho anh ta một cái. Lục Cảnh Lễ ngay lập tức trở nên quy củ, trong bụng oán thầm ông anh hai hẹp hòi. "Vừa nãy cô đang ở gần đây sao?" Lục Đình kêu hỏi. "Bằng không sao cô có thể đến đây nhanh thế được? Không phải lúc nãy tôi vẫn đang ở nhà trọ, tôi cưỡi mô tô phóng đến đây đấy, nhanh lắm đúng không?" Ninh Tịch đắc ý. "Thảo nào cô lại ăn mặc thành như vậy, cách ăn mặc hôm nay của cô đúng khiến người ta kinh diễm, hôm qua cô như một tinh linh bảo thủ khép kín mà hôm nay lại như một yêu tinh tự do phóng khoáng, rất nguy hiểm." Lục Đình kêu vẻ mặt không đồng ý, sau đó lạnh lùng liếc sang Lục Cảnh Lễ dám tự chủ trương gọi Ninh Tịch đến đây. Không sao đâu, tay lái của tôi vẫn lắm. Ninh Tịch không để ý xua tay nói. Sau đó cô ngáp một cái. Nếu như Tiểu Bảo đã không có việc gì nữa thì tôi về đây. Nói rồi chuẩn bị đi về. Lục Đình Kiêu đột nhiên mở miệng. Cô Ninh, tôi có một đề nghị hơi quá đáng. Thoát khỏi trạng thái giận dữ, Ninh Tịch ngay lập tức khôi phục dáng vẻ sợ sệt ban đầu. Cung cung kính kính. Cần gì ngài cứ nói. Chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ làm nhà họ lục ngoài sáng trong tối đều rất có thế lực lục đại ma vương lại là người chỉ cần trái ý là thấy máu ngay lục đình kiêu nhìn con trai trong phòng ngủ ánh mắt có chút trầm trọng lần vô tình bị nhốt trong nhà kho đợt trước tiểu bảo phải chịu kích thích nghiêm trọng hơn những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều bây giờ chỉ có cô mới có thể trấn an nó trước khi tiểu bảo khôi phục lại trạng thái bình thường tôi hy vọng cô ninh có thể tạm thời chuyển đến đây ở một thời gian nghe xong những gì anh nói ninh tịch ngẩn ra hả bảo tôi chuyển đến đây á. Chương 25, thế là ở chung luôn rồi sao? Đúng thế. Linh tịch khó xử vò đầu bứt tóc, chuyện này không thích hợp lắm đâu. Nếu như tiểu bảo cần đến tôi lúc nào, tôi đều có thể sẵn sàng chạy qua được mà. Lục đình kiêu vẻ mặt mệt mỏi vuốt vuốt điểm giữa mi, cái gì cũng có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là buổi tối. Nhỡ đâu có tình huống phát sinh bất thình lình, cô lại phóng đến đây như thế này, quá nguy hiểm. Còn thân phận của tôi cũng không tiện đưa tiểu bảo đến tìm cô. Tôi biết yêu cầu này là làm khó người khác nhưng lấy thân phận là người làm cha tôi vẫn hy vọng có thể tranh thủ đôi chút, mong cô có thể đồng ý. Ninh tịch đau đầu. Nếu như Lục Đình kêu dùng quyền lực để ép cô, cô chắc chắc sẽ quay ngoắt đi thẳng luôn. Nhưng anh ta lại thành khẩn mà nhờ vả cô như thế. Đặc biệt còn dùng gương mặt tuyệt đẹp đó nữa, đối diện với cái gương mặt này quả thực cô không thể từ chối nổi mà. Vào lúc này, Lục Cảnh Lễ đứng bên cạnh đang dùng ánh mắt bái phục nhìn ông anh nhà mình. Cao tay nha thật không ngờ được anh hai lại cao tay đến thế, mở hẳn một con đường máu trên mặt trận cưa đổ ninh tịch. Sự tồn tại của tiểu bảo không những không trở thành cản trở của anh mà ngược lại lại biến thành trợ lực lớn nhất của anh. Đúng vào lúc này, răng một cái, cái đèn để trên tủ đầu giường rơi xuống vỡ toan, tiểu bảo đột nhiên mặt đầy kinh hoảng nhảy xuống khỏi giường. Mãi cho đến khi nhìn thấy ninh tịch, nét khoảng sợ trong mắt của cậu bé mới dịu đi, lao như tên bắn về phía cô, ôm chầm lấy đùi cô. Ánh mắt sợ hãi đó, khiến người khác thấy mà đau lòng. Ninh tịch vội vàng cúi xuống, bảo bối, sao lại tỉnh dậy thế con? Thằng bé vùi đầu vào ngực cô, cánh tay mềm mềm nho nhỏ nhất quyết ôm chặt lấy cổ cô. Ngoan nào, có cô ở đây mà, không sợ, không sợ. Ninh tịch vỗ vỗ vào lưng thằng bé, ngửi mùi sữa thơm thơm trên người cô cậu, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp. Cô rõ ràng là rất bài xích trẻ con, tại sao lại không ghét nổi tiểu bảo nhỉ? Ninh tịch chỉ đành dỗ tiểu bảo ngủ thêm lần nữa sau đó nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Xuống dưới nhà, thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không hổ là người giúp việc của nhà họ lục, không chỉ hiệu quả công việc cao lại còn rất có tố chất. Đối với sự xuất hiện đột ngột của ninh tịch, tuy rằng cực kỳ tò mò nhưng không ai dám liếc ngang liếc dọc, càng không dám thì thầm lén lút, làm xong mọi việc liền yên lặng lập tức về phòng mình. Thấy cô xuống, lục đình kêu chỉ yên tĩnh nhìn cô, không nói gì, không tạo bất cứ áp lực nào cho cô cả. Vẻ mặt của ninh tịch đầy do dự, nhưng nghĩ đến cái dáng vẻ túm chặt góc áo không chịu buông ra của bánh bao nhỏ. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, thở dài một hơi, được rồi, lục tiên sinh, tôi sẽ giúp ngài chuyện này, coi như là tôi báo đáp chuyện tiểu bảo đã cứu tôi ra ngoài lần trước. Lúc này thần sắc của lục đình kiêu mới giãn ra đôi chút, đa tạ. Bất cứ lúc nào tiểu bảo cũng có thể tỉnh lại, xem ra tối nay tôi không đi được rồi nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn để ở phòng trọ, ninh tịch khó xử. Không sao, tôi bảo người đi lấy giúp cô, lục đình kiêu nói rồi dặn quản gia phái người đi sắp xếp mọi chuyện lục cảnh lễ từ đầu đến cuối không chen vào được câu nào trận bắt há mòm nhìn sự việc phát triển một cách thần tốc thế thế là ở chung rồi đấy à em còn việc gì không lục đình kiêu ném cho anh ta một cái liếc xéo em lập tức cút ngay đây bị anh mình ghét bỏ lục cảnh lễ lập tức biến luôn nhanh như ma đuổi đằng sau vốn tưởng là thực lực của ninh tịch đủ để đè chết anh ấy nhưng hóa ra ông anh nhà mình cũng chẳng phải tay mơ anh ta cuối cùng cũng biết, anh hai nhà mình không phải là không biết tán gái, chỉ là 32 năm nay anh ấy vẫn chưa giải trừ phong ấn thôi. Lục Đình Kiêu sai người đưa Ninh Tịch vào căn phòng sát cạnh phòng của Tiểu Bảo, "Sau này cô cứ ở đây, thích phong cách như thế nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người trang trí lại." Ninh Tịch vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, tôi chỉ ở có mấy ngày chứ đâu phải cứ ở mãi đâu, trang trí lại làm gì cho phiền ra, không phiền đâu." Lục Đình Kiêu cầm một chùm chìa khóa từ tay quản gia đưa cho cô. Đây là chìa khóa trong nhà, cô có thể vào bất cứ chỗ nào mà cô muốn. Khóa ở cửa chính là khóa điện tử, mật mã là 591.414. Đây là chìa khóa của gác mái, cô nhất định phải cầm theo. Tiểu Bảo rất thích cầm chìa khóa đi trốn vào trong đó. Đây là khóa. Thấy Lục Đình Kiêu chỉ còn thiếu nước cầm chìa khóa các bảo an trong nhà đưa cho cô. Linh tịch vội vã ngăn anh ta lại, từ từ, từ từ đã, lục tiên sinh, anh cũng phải có chút cảnh giác với tôi chứ anh không sợ tôi lén lút chuyển sạch đồ trong nhà anh đi à em muốn chuyển cái gì tôi bảo người chuyển cho em lục đình kêu rất nghiêm túc hoàn toàn chẳng có ý đùa giỡn một chút nào bạn đang nghe truyện từ happy audio và từ tận đáy lòng tụi mình rất biết ơn bạn về điều này nếu bạn không phiền thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất khi tìm kiếm các bạn hãy thêm từ HBA 91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 26 Ninh Tịch, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Khụ khụ khụ. Ninh Tịch thật sự bị đầu óc Lục Đình Kiêu đánh bại, cô vội giải thích, tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi. Lục Đình Kiêu đưa chìa khóa thành nghiện, anh lại tiện tay đưa cho cô một chìa khóa nữa, chỗ này khó bắt xe lắm, cô đi làm sẽ không tiện, cô cứ lái chiếc xe này đi. Ninh Tịch, Tại sao? Tại sao cô chỉ ở tạm một thời gian thôi mà lại có cảm giác như đang được bao dưỡng thế này? À, không đúng, nếu là bao dưỡng thì cũng phải là giấu ở bên ngoài chứ. Làm gì có chuyện được đưa tất cả chìa khóa nhà chính như này, ngay cả con trai ruột cũng quăng cho cô. Sặc làm như vợ chồng mới cưới không bằng. Tự nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt, Lục Đình Kiêu cũng bất thình lình cầu hôn cô. Cô tự thấy bản thân cũng khá hiểu đàn ông, nhưng mà đối diện với người này, cô như đứng trước một hệ thống tường lửa cao cấp hoàn toàn không thể vượt qua được nhất thời mềm lòng đồng ý ở lại cũng không biết là phúc hay là họa tối nay vì tình trạng của tiểu bảo quả thật không được tốt để đề phòng có chuyện gì xảy ra ninh tịch đành túc trực bên giường tiểu bảo trong cậu bé ngủ nửa đêm có người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng im ắng người đàn ông rón rén bước vào ngồi xuống cạnh mép giường dưới ánh đèn lờ mờ đầu giường cô gái kia vẫn giữ tư thế vỗ về tiểu bảo hơi thở thơm bát vẻ mặt dịu dàng đôi môi trong như anh đào mùa hạ nhẹ nhàng mở ra như đang mời gọi một lát sau một bóng đen chùm lên ánh sáng tĩnh mịch bóng người đàn ông tiến gần lại cánh hoa đỏ thẫm kia khoảng cách hít thở được hơi thở của nhau chỉ cần động một cái thôi là có thể hái được nhưng anh lại cố gắng khắc chế một nụ hôn dịu mát đặt lên trán cô ninh tịch chúng ta còn nhiều thời gian sáng hôm sau ninh tịch vốn tưởng mình sẽ bị lạ giường nhưng không ngờ cô lại ngủ khá ngon, cũng không mộng mị gì. Lúc cô tỉnh dậy cũng thấy Tiểu Bảo đã dậy rồi. Cậu nhóc đang ôm một quyển sách ngồi cạnh cô chăm chú đọc, không phát ra chút âm thanh nào. Rõ ràng ngoan như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi lúc bánh bao nhỏ phát điên lên lại. Bảo bối chào buổi sáng Ninh Tịch âm chăng ngồi dậy, cô niềm nở bắt chuyện với cậu nhóc. Tiểu Bảo lập tức vui mừng ngẩng lên, tuy không nói gì, sắc mặt cũng không có gì thay đổi nhưng Ninh Tịch có thể cảm nhận được từ đôi mắt biết nói của cậu bé rằng tâm trạng của cậu đang rất tốt. Ninh Tịch buồn cười vươn tay tóm tóm nhúng tóc bù xù trên đầu bánh bao nhỏ. Hôm nay cô không có việc gì, có thể ở nhà với con cả ngày rồi. Vừa dứt lời, trong bánh bao nhỏ có vẻ càng vui hơn, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười. Bé con đáng yêu đến học máu, cô không nhịn được liền ôm lấy gương mặt tròn trịa của cậu mà nhéo, bảo bối, con cười nhiều hơn đi con cười lên thật sự là đáng yêu lắm đấy. Đánh răng rửa mặt xong, cô xuống nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Ninh tịch không thấy Lục Đình kêu đâu, quản gia và người giúp việc cũng không bảo cô đợi anh ăn cùng, nên Ninh tịch nghĩ anh đã tới công ty rồi. Ăn xong, Ninh tịch vốn còn đang lo không biết nên chăm sóc trẻ con thế nào, lỡ cô chăm không tốt thì làm sao. Kết quả, điều cô lo lắng đã không xảy ra. Cả buổi sáng cô nằm trên sofa xem phim truyền hình. Còn Tiểu Bảo thì nằm bò trên bàn bên cạnh xem sách hoặc vẽ vời, hai người chẳng ai làm phiền ai, chung sống rất hòa hợp với nhau. Trong lúc đó, người giúp việc có vào một lần, chỉ mang chút đồ ngọt và hoa quả tới, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm ồn tới cậu. Xem ra Tiểu Bảo thường ngày rất thích yên tĩnh. Chương 27, Trường phái giả thú, trong góc lão quản gia đang lặng lặng quan sát một lớn một nhỏ trong phòng khách ông chợt phát hiện ninh tịch không phải là loại người tốn công tốn sức để bày mưu tính kế nịnh ngọt tiểu thiếu gia như ông tưởng tượng cô chỉ chăm chú xem phim truyền hình cả một buổi sáng còn tiểu thiếu gia vẫn đọc sách vẽ tranh như thường ngày nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ len lén nhìn ninh tịch vẻ mặt vừa sinh động lại vừa yên tâm chắc là vì những cô gái xinh đẹp dễ khiến người ta không có cảm giác an toàn lão quản gia vừa thấy ninh tịch đã cảm thấy không yên tâm ông sợ đại thiếu gia nhà ông bị cô lừa dựa vào những gì trước mắt xem ra cô gái này cũng khá an phận chỉ là không biết là có thể nhẫn nhịn được tới bao giờ thôi phải biết trong thành phố này có biết bao cô gái đang nhòm vào vị trí lục thái thái như hổ rình mồi nghĩ trong phương nghìn kế chỉ để là mẹ kế của tiểu bảo chính vì thế mà hai năm trước đã xảy ra cái chuyện tồi tệ kia hại tiểu thiếu gia nhà ông thế nên lần này khi thấy đại thiếu gia tin tưởng cô gái này như vậy vị thiếu gia cũng không ngăn cản thậm chí tiểu tiểu gia cũng thích cô ấy ông thật sự cảm thấy rất thấp tha thấp thỏm không thể không phòng bị được bất giác hai tiếng đồng hồ trôi qua linh tịch cũng đã xem được kha khá tiểu bảo cũng đã vẽ xong cậu nhóc lửng chứng đi tới đưa cho cô xem linh tịch ngẩng lên nhìn kinh ngạc vô cùng bước bức tranh này là vẽ cô sao nhìn không ra tiểu bảo trông có vẻ yên tĩnh mà vẽ vời lại mang trường phái giả thú thế này đặc điểm của các họa sĩ theo trường phái giả thú là đều thích dùng màu sắc tươi sáng sử dụng nhiều sắc màu kết hợp các đường nét thẳng và thô để tạo ra những bức tranh mạnh mẽ để diễn tả nội tâm của mình Tuy nhân vật trong bức tranh kia có kết cấu khá lạ lùng Nhưng lại nắm rõ được đặc điểm của nhân vật Thế nên Ninh Tịch vừa nhìn đã nhận ra ngay người trong tranh là mình Tiểu Bảo ôm bức tranh gật gật đầu Trông hơi căng thẳng Hình như sợ cô sẽ không thích Thật, quá là đẹp luôn Cô có thể chụp lại làm màn hình điện thoại được không? Ninh Tịch không phải vờ khen Tiểu Bảo Mà cô thật sự rất thích tranh của trường phái giả thú Cô thích màu sắc mạnh mẽ đối lập như thế này hơn nữa theo như những gì cô hiểu về trường phái nghệ thuật này thì tiêu chuẩn của Tiểu Bảo cũng đã đạt tới cấp đại sư luôn rồi. Tiểu Bảo hơi ngượng ngùng mím mím môi, dưới thẳng bức tranh vào lòng cô, Ninh Tịch chỉ vào mình, muốn tặng cô. Tiểu Bảo gật đầu, "Cảm ơn con, cô thật sự rất thích." Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cậu nhóc. Bánh bao nhỏ ngẩn ra, rồi lại đỏ mặt, cặp mắt ngây ngô càng có thêm sức sống. Một lớn một nhỏ ở chung với nhau rất vui vẻ. Linh Tịch nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Cô ngẩng lên nhìn về phía tiếng động truyền tới, không ngờ lại thấy Lục Đình Kiêu, anh vẫn đang mặc đồ ở nhà, tóc tai vẫn còn lôi thôi, thần tình mệt mỏi đi từ trên gác xuống. Bộ dạng cấm dục thường ngày của Lục Đình Kiêu tuy rất mê người, nhưng dáng vẻ biến nhát này lại có lực sát thương lớn hơn, sexy hết thuốc chữa luôn. Linh Tịch ngẩn ngơ nửa ngày mới kịp phản ứng lại, ngài Lục, hôm nay ngài không đi làm sao, hôm nay chẳng phải là thứ hai à. Ừ, hôm nay tôi nghĩ. Lục Đình kêu gật đầu. Linh Tịch nghĩ cũng khó trách, anh vừa mới dồn toàn tâm toàn sức để ký kết thành công một hợp đồng lớn, nghỉ ngơi một thời gian cũng là chuyện bình thường. Hóa ra Lục Đại Boss cũng ngủ nướng, không hiểu sao cô lại thấy khoảng cách giữa hai người như kéo gần lại hơn một chút. Chương 28, Tổng tài bá đạo, đây là lần đầu tiên tiểu bảo vẽ người đấy. Lục Đình kêu nói sau khi thấy bức tranh trong tay Ninh Tịch. Thật sao? Thế thì tôi thật vinh hạnh quá. Ninh Tịch cảm thấy rất vui, Trưa nay muốn ăn gì? Lục Đình kêu hỏi. Xem ra không phải chỉ có mỗi sống ở đây, mà còn được bao ăn luôn. Ninh Tịch đang định mở miệng thì điện thoại cô đột nhiên vang lên. Là Thường Lị gọi tới. Chắc không phải lại bảo cô đi đóng vài quần chúng chứ. Alo, chị Thường à. Ninh Tịch, 12 giờ trưa nay, thiên hạ tổ chức lễ bấm máy, tại khách sạn Minh Châu, đừng tới muộn. Dì cơ, 12 giờ trưa, trưa nay. Đúng vậy là hôm nay chị thường, sao chị không báo cho tôi biết trước, giờ đã sắp 11 giờ rồi. Sao lại không nói trước, chẳng phải tôi báo trước cho cô một tiếng đây còn gì. Một tiếng đi đường thôi cũng mất một tiếng rồi, huống hồ tôi còn phải thay đồ, trang điểm các thứ nữa. Đây là chuyện của cô, đừng có phiền tôi, giờ tôi đang bận lắm dập máy đây. Nói xong bập một tiếng, điện thoại cúp luôn. Này họ thường kia, đờ cờ mờ cả nhà chị, ninh Tịch quăng điện thoại. Vừa dứt lời Ninh Tịch ngẩn ra, Tiểu Bảo ngẩn ra. Lục Đình Kiêu cũng ngẩn ra. Linh tịch ông mặt, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Kích động quá, quên luôn việc cô vẫn đang ở lục gia, bên cạnh còn có cả mầm non của tổ quốc nữa chứ. Không phải cô muốn giả vờ làm thục nữ trước mặt Lục Đình Kiêu, mà chỉ sợ là sẽ làm hư Tiểu Bảo thôi. Khụ khụ, Tiểu Bảo à, vừa xong coi như chúng ta không nghe thấy gì nhé. Con đừng học cô mắng người, vì vừa xong cái thứ cô chửi không phải là người đâu. Linh tịch nghiêm túc giải thích. Tiểu Bảo chớp mắt như hiểu như không gật gật đầu. Mắt lục đình kiêu lướt qua ý cười, có chuyện gì à? Ninh tịch cắn răng, 12 giờ trưa nay bộ phim Thiên Hạ sẽ bắt đầu làm lễ bấm máy mà tới hơn 11 giờ quản lý của tôi mới báo cho tôi biết. Từ đây tới khách sạn Minh Châu cũng mất tới 50 phút rồi, chẳng lẽ bảo tôi để mặt một chạy thẳng đến đó? Sao lại không được? Cô để mặt một cũng đủ mà. Linh tịch sững sờ không ngờ Lục Đình Kiêu lại nói lời như vậy, cô ngượng ngùng gãi đầu, khụ cảm ơn, ngài Lục quá khen rồi nhưng trong trường hợp này ít nhất vẫn phải trang điểm để giữ phép lịch sự tối thiểu chứ, quan trọng nhất là giờ tôi không có bộ đồ nào phù hợp cả. Tới lúc đó có bao nhiêu người của giáo truyền thông nữa chứ, a à, a à, a à, a à, a à, phiền chết mất. Đợi một chút, Lục Đình Kiêu đưa tay ra hiệu ý bảo cô đừng nóng, sau đó anh cầm điện thoại ra sân gọi. Mười phút sau, một người thở hồng hộc chạy tới. Lục Tổng thứ ngài cần tôi đều mang tới hết rồi, giờ bắt đầu được chưa? Người tới mặc một chiếc quần bò rách với áo xám mỏng, tay trái đeo một chiếc khuyên xanh đậm hình cột mốc ninh tịch kinh ngạc phát hiện người này rất quen mắt tất nhiên ý của quen mắt nghĩa là ninh tịch có biết anh ta nhưng anh ta không biết ninh tịch đây chính là thánh thủ dưới trướng của công ty giải trí thịnh thế là stylist của ảnh hậu tô dĩ mạc a thơ là một đại thần mà một con tét nhỏ như cô chỉ có thể nhìn từ xa vị này là ninh tịch tỏ ra ngờ vực cô không biết lục đình kêu hỏi đại danh đỉnh đỉnh a thơ tất nhiên là tôi biết rồi nhưng ngài gọi anh ấy tới đây làm gì? Tất nhiên là để làm stylist cho cô rồi, giọng điệu của Lục Đình Kiêu như thể đó là điều tất nhiên. Ninh tịch đỉnh đầu đầy hát tuyến, cô ghé tay thì thầm với anh, anh, anh cương nhiên lại mời người của thịnh thế tới để tạo hình cho tôi. Có làm không vậy? Anh không biết tôi là nghệ sĩ của Tinh Huy à? Thịnh thế và Tinh Huy là kẻ thù không đợi trời chung đó. Thế thì làm sao? Lục Đình Kiêu lại chưng ra vẻ mặt tổng tài bá đạo của mình. Chương 29 bà chủ tương lai thì làm sao á? Linh tịch cạn lời phát ngẹn, lục đại boss à, quỷ tay hướng ra ngoài giúp nghệ sĩ của công ty khác thế này, nhân viên của anh có biết không? Nhìn là biết chắc chắn là không biết rồi. Cô thật sự bị lục đình kêu đánh bại rồi. Thịnh thế ít nhiều gì cũng là công ty con trực thuộc tập đoàn lục thị nhà anh ta đấy. Tuy hiện tại người quản lý thịnh thế là lục cảnh lễ, nhưng đại boss đằng sau thịnh thế vẫn là lục đình kiêu chủ tịch tập đoàn lục thị. Tập đoàn lục thị từ 5 năm trước đã bắt đầu chen chân vào làng giải trí sau khi mua lại thịnh thế, sáng lập ra một đế quốc giải trí, hậu sinh khả úy, đạt được vị trí ổn định nhất trong lịch sử, hiện tại cũng là công ty duy nhất có thể đấu đầu với Tinh huy. Chính vì lẽ đó có thể thấy hai nhà giờ cạnh tranh kịch liệt đến thế nào, từ nghệ sĩ tới quản lý hay từ nhân viên hóa trang đến stylist của hai công ty đều chặn trệ lẫn nhau, chỉ cần nơi nào có nghệ sĩ của cả hai thì sẽ lại có chiến tranh nổ ra. Lục đình kêu nhất tay lên nhìn đồng hồ, xe ở ngoài cửa có thể vừa đi vừa trang điểm không còn kịp nữa đâu đi hay không thì tùy cô ninh tịch rối rắm đến đau cả gan cuối cùng cắn răng nói đi nếu lục đình kiêu đã không để ý thì cô có gì mà phải bận tâm chứ thấy lục đình kiêu cũng đi theo ninh tịch ngạc nhiên anh cũng đi cùng à không thì ai lái xe hơn nữa tiểu bảo muốn ở cạnh cô thêm một lúc nữa lại cái giọng điệu tất nhiên đó như thể anh nói cái gì cũng là chân lý còn câu hỏi gì cũng đều như bị thần ngu nhập vậy Tiểu Bảo đứng cạnh ra sức gật đầu. Được thôi. Cuối cùng, thêm cả A Thơ, cả bốn người cùng lên xe. Lục Đình Kiêu còn chẳng thèm thay quần áo, mặc nguyên đồ ở nhà, ngồi trước lái xe. Ninh Tịch và A Thơ ngồi sau, Tiểu Bảo bò lên lưng ghế tò mò nhìn hai người. A Thơ cẩn thận đánh giá Ninh Tịch một lượt. Ánh bắt lộ ra sự tán thưởng sâu xa vì tiểu thư này ngũ quan tương đối hoàn mỹ, da dẻ cũng rất đẹp, căn bản chẳng cần làm gì nhiều. Trang điểm nhạc thôi là cũng ok chỉ là không biết hôm nay cô tham gia trường hợp gì để tôi chọn cho cô một bộ đồ phù hợp. à, là lễ bấm máy của một bộ phim điện ảnh. linh tịch chỉ sợ đối phương hỏi nhiều hơn sẽ biết cô là người cửa tinh huy mà đánh cô một trận mất. may mà a thơ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục công việc trang điểm cho cô. lúc tới gần địa điểm tổ chức buổi lễ, linh tịch cũng đã xông đầu vào đấy. thời gian vừa khít luôn. lục đình kêu dừng xe tắt máy, khoát tay lên lưng ghế liếc mắt nhìn cô gái đã trang điểm xong ngồi phía sau xe. Thế nào? Ninh tịch hồi hộp hỏi. Không tệ. Có thể được một người hà khắc như Lục Đình kêu nói ra câu không tệ. Quả đúng là không dễ dàng chút nào. Huống hồ lại cộng thêm vẻ mặt ngạc nhiên của tiểu bảo đang nhìn cô chầm chầm nữa. Ninh tịch bỗng cảm thấy tràn đầy tự tin. Sau đó cô hơi ấy náy ôm lấy tiểu bảo. Bảo bối. Cô xin lỗi đã thất hứa với con nhưng cô hứa cô nhất định sẽ nhanh kết thúc công việc rồi về với con. Tiểu bảo quyến luyến vẫn bám dính vào lòng ninh tịch thêm một lát, biết cô vội nên cậu nhóc cũng nhanh buông cô ra rồi vẫy tay chào cô. Thấy một lớn một nhỏ hai người đứng tiễn ở phía sau, ninh tịch bỗng cảm thật sung mãn. Độc thân chiến đấu bao năm nay, lần đầu cô có cảm giác ấm áp như vậy. Sau khi ninh tịch đi khỏi, người lái xe tất nhiên sẽ đổi thành Arthur. Arthur không thể kiềm chế cơn tò mò của mình nữa, anh vừa lái xe vừa cẩn thận hỏi, Boss, cô gái ban nãy là ai thế? là nghệ sĩ mới vào công ty chúng ta à, sao trước đây chưa gặp bao giờ nhỉ? Má ơi, đại boss của họ cuối cùng cũng có phụ nữ bên cạnh rồi, đây đúng là tin động trời mà. Lục Đình kêu ngất cầm, không nhanh không chậm nói, là nghệ sĩ của công ty giải trí tinh huy. A thơ Giây phút đó biểu tình trên mặt A thơ như ăn phải. Boss đại nhân ơi, không ngờ ngài dám để tôi đi trang điểm cho nghệ sĩ của tinh huy đấy lão đại dẫn đầu đi thông địch phản quốc là cái thể loại gì thế này ngay đến cả nhị thiếu gia có tìm tình nhân cũng tuyệt đối không tìm nghệ sĩ của tinh huy đấy anh có biết không hả nếu người ngồi đây là nhị thiếu anh tuyệt đối sẽ chửi cho một trận cho mà xem nhưng người ngồi đây lại là đại ma vương lục đình kiêu mới thảm chứ thế là anh chỉ có thể nghẹn đến chết ngay đến một quả rắm cũng chẳng dám đánh nữa điều khiến anh thấy chua xót hơn chính là anh đang vô cùng hoài nghi cô nghệ sĩ không tên tuổi của tinh huy này sẽ là bà chủ tương lai của họ. Nếu đã là người phụ nữ khiến tiểu thái tử cũng phải đối xử nhẹ nhàng như thế. Thật không đơn giản nha. Chương 30, Lễ bấm máy, tại nơi tổ chức lễ bấm máy bộ phim điện ảnh thiên hạ. Từ nhà tài trợ tới nhân viên công tác của đoàn làm phim đều đã đến đầy đủ, ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên, truyền thông nhiều vô kể, xung quanh còn có một lượng fan lớn nghe tin mà đến đa số phóng viên đều đang quay lấy người đóng vai nữ chính đinh tuyết lạc và nam chính triệu tư châu, một người là hoa đáng của tinh huy, một người là ảnh đế giải kim tượng, tuấn nam, miễn nữ liên thủ lại với nhau, tất nhiên sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. tuyết lạc chúng tôi đều biết lần này cô cùng tư châu hợp tác đóng một cặp tình nhân, đây đã là lần thứ hai hai người đóng người yêu của nhau rồi, không biết trong cuộc sống thường ngày cô có ái mộ tư châu không. ha ha tư châu quả thật rất có sức hút, có điều tôi không ái mộ anh ấy tôi cũng không còn trái tim để ái mộ anh ấy nữa rồi vừa dứt lời tất cả phóng viên lại bắt đầu nhao nhao lên một năm trước linh tuyết lạc công bố tin mình đã có bạn trai tất cả mọi người đều muốn biết nội tình kết quả lại lôi ra được đối phương chính là con trai của tô hoàng quang chủ tịch tập đoàn ước phong vừa giàu có lại đẹp trai là phú nhị đại chính cống tin tức này vừa được tung ra khiến tất cả mọi người khen mãi không dứt tuy phan cũng rất đau lòng nhưng phan hiện tại cũng không còn bài xích chuyện idol nhà mình yêu đương như trước nữa rồi hầu hết mọi người đều chúc thần tượng của mình tìm được tấm chồng tốt sau khi ninh tuyết lạc công khai yêu đương thì lại càng nổi tiếng hơn nữa những hashtag như bạn trai cao phú soái hay người thắng cuộc không hề hạ nhiệt triệu tư châu ở bên cạnh cũng hồ theo anh ôm ngực tỏ vẻ đau lòng thượng quan tiểu thư thật nhẫn tâm bổng vương đã trao hết trái tim này cho nàng rồi mà nữ chính mà ninh tuyết lạc đóng lần này có tên là thượng quan ánh dung triệu tư châu đóng vai một vị hoàng tử các phóng viên nghe vậy liền cười triệu tư châu bầu không khí trở nên rất sôi nổi lần này ngoài nam nữ chính ra người nhận được sự theo dõi nhiều nhất chính là người đóng vai nữ thứ thế nên phía bên quách khải thắng cũng có một đám người vây quanh đạo diễn quách sao vẫn chưa thấy người đóng vai mạnh trường ca liệu hôm nay cô ấy có tới không tất nhiên là có rồi nghe nói lúc trước ngay đến cả giả thanh thanh cũng trượt casting nguyên nhân là vì ông cảm thấy giả thanh thanh không đủ đẹp chuyện này có phải là thật không câu hỏi này rõ ràng là muốn gây sự mà có điều đạo diễn quách cũng là người lão làng ông trả lời rất trôi chảy vai diễn mạnh trường ca có yêu cầu rất cao đối với ngoại hình của diễn viên nhưng ngoại hình không phải là tiêu chuẩn duy nhất ngoại hình của giả thanh thanh chắc chắn là không có vấn đề gì chỉ là vẫn có cách biệt nhất định với yêu cầu của chúng tôi thôi nghe nói vai mạnh trường ca là do người mới diễn nếu yêu cầu của vai mạnh trường ca cao như vậy sao lại dùng người mới liệu cô ấy có đủ sức lột tả hết nhân vật của mình không? Hôm nay bị sao thế? Chê phong bị phát không đủ nhiều hả? Câu hỏi của phóng viên câu nào câu nấy đều được mài dũa sẵn, hơn nữa đều là chỉ mũi nhọn vào nữ thứ. Vấn đề này đợi sau khi bộ phim của chúng tôi ra mắt, mọi người hãy đưa ra lời nhận xét nhé. Đám phóng viên vẫn chưa chịu buông thao vấn đề này, bọn họ còn hùng hổ hỏi, đạo diễn quách, diện mạo của người đóng vai mạnh trường ca liệu có phải còn xuất sắc hơn cả giả thành thành không? Chưa hết nữa hả? Phải xinh đẹp hơn cả giả thanh thanh nữa đấy thì sao nào? Cái gì gọi là mỹ nữ trăm năm gặp một lần, đợi các người thấy ninh tịch rồi, xem các người còn dám phóng đại giả thanh thanh lên nữa không? Chuyện này, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ, đợi người tới mọi người sẽ biết ngay thôi. Quách Khải Thắng đã bắt đầu thấy bực về những câu hỏi này, đúng lúc này, xuyên qua đám ký giả ông thấy một người xuất hiện ở đầu bên kia thảm đỏ, ngẩn ra ba giây mới định thần lại được, sau đó ông cười nói, đây chẳng phải là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới sao? Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.